Chắc là mình bắt đầu đi ạ. Thì các diễn giả thì mọi người cũng cũng đã quen thuộc rồi, thì có anh Hùng là hiện tại là đang ở Mỹ, là giảng viên của trường UC Berkeley. Có Dương là cũng ở Mỹ, làm việc cho DPR, là Dương là diễn giả của cái buổi số 1 về một số cái công nghệ triển khai Blue Beam tại Mỹ. Anh Hùng là buổi số 2 Beam thời Covid. Rồi anh Long, có camera không anh, để camera lên để mọi người Mới mới 4 giờ sáng mà chưa chuẩn bị gì hết mình này, người thông cảm. vẫn trong pyjama. thì có là buổi thứ ba là về các cái giải pháp CD như là Aside, Aquarius, cuối cùng là Thuần Thuần là bên phía OneCat là có trình bày về các cái giải pháp về BIM 360 Dock này, design này, cũng như là Autodesk Forge. Thì bây giờ là chắc là để cho không khí nó thoải mái, cũng như là tại vì là cái buổi hôm nay vốn của nó là để thảo luận bàn tròn, chúng ta tổng kết, chúng ta trao đổi và thảo luận về cái chuỗi sự kiện mà đã tổ chức trong trong tháng 4 với 4 diễn giả. Sau đó thì chúng ta cũng bàn luận thêm xem là trong cái thời gian tới thì chúng ta nên qua những cái sự kiện đấy. Thì mình cũng thì phía ban tổ chức cũng có gọi là thu thập được rất là nhiều cái ý kiến, nhưng mà hôm nay thì cũng muốn là mọi người trao đổi thêm trong thời gian tới thì mình trao đổi về những cái nội dung chủ đề gì. Thì chắc là cứ gọi là quen quen dần dần thì giới thiệu trước đi, mời mời Bim đi. Bên này Alo, giới thiệu đi Bên, thiệu về cái gì anh? giới thiệu về mình, bản thân mình hôm nay ít người nên là chúng ta tranh thủ giới thiệu xong rồi mới bắt đầu. Đây biết hết rồi, giới thiệu gì nữa. Có người chưa biết Bên đâu. Em cả nước biết rồi, sao em không biết nào? Bên bây giờ làm cho bên nào bên? Hình Đấy, một là hôm trước là bảo thay công ty đúng không? đúng 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 anh ạ. Vâng, em thay công ty. Thực ra là em đang làm việc cho anh Bình là chính mà, chứ làm công ty nào đâu. À Vâng. biết là làm bên hài hòa. Bây giờ làm Hải Hòa. Sắp tới Hải Hòa có sản phẩm gì hay ho không biết? Đang làm CD đấy anh. À, làm CD à? Vâng. Ok. Với lại bây giờ bên hài hòa cũng đang làm cùng với lại cục kinh tế xây dựng của bộ xây dựng cái nhiệm vụ mà số hóa lại các cái dữ liệu về đơn giá định mức ấy, anh, nó liên quan khá là mật thiết đến cái hệ thống phân loại rồi các thứ, tức là toàn bộ các cái mã đơn giá định mức sau này nó sẽ được tích hợp lên 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 trang chủ của bộ xây dựng. Tức là lên một cái trang nào đó của bộ xây dựng, và dự kiến là chi phí chi viết các thứ nó sẽ được quản lý khá là tập trung. Thì đấy là cái nội dung mà bây giờ bên 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 có một team bên Hài Hòa đang đang thực hiện. Mà em biết thì hiện tại bây giờ là công việc đó là số hóa lại các cái dữ liệu đó, còn lại cái việc mà thay đổi cái hệ thống mã hay là cái hệ thống phân loại như thế nào đấy thì ở giai đoạn 2 thì mới bắt đầu là trao đổi. Cảm ơn Biên. Thực ra là từ từ nhanh thế, Tưởng xong rồi. vừa Thực ra bảo không có là chuyện gì, vừa bảo không có gì để giới thực thiệu ra đúng là tại vì là trong các cái buổi trình bày thì có thấy cũng thấy là nó xoay quanh với cái việc là cái việc trao đổi về phối hợp trên cái môi trường dữ liệu chung nhiều, như cả buổi của thầy Hùng với lại cả của anh Long rồi là của Thuần thì nó cũng gần gần cái nội dung về các cái giải pháp về về môi trường dữ liệu chung. Thì hiện nay thì bên em cũng đang
trong quá trình mà phát triển một cái giải pháp CD của Việt Nam, nhưng mà biết là nó cũng không phải là giải phát triển từ đầu, mà nó cũng dựa trên các cái mã nguồn mở ấy có sẵn, mình build một cái giải pháp của Việt Nam dựa trên những cái công cụ trên thị trường nó có sẵn, thì mình nói chung là mình thấy các cái gì nó cần thiết thì mình sẽ xây dựng vào trong cái công cụ của mình. Tất nhiên là khi Việt Nam làm thì cái giá của nó sẽ nói chung là Đúng rồi. rẻ hơn rất nhiều so với các giải pháp của nước ngoài. Đấy. Và mình chỉ tích hợp vào những cái gì mình cần thôi. Cũng nay cũng đang có một số đơn vị cũng đang trong quá trình test thử để thực hiện việc là comment rồi là sẽ cải thiện dần dần. Đúng là nhiều việc làm mà đúng không? Quá trời nhiều, quá trời việc để làm. Vâng, vì giải pháp của Autodesk thì nó cũng có cái hay riêng, các giải pháp của anh Long trình bày thì mỗi cái nó có một cái giải pháp riêng, nhưng mà như Autodesk thì hiện nay em thấy nó cũng đang improve rất nhiều về cái CD rồi, chắc là tới tới thì những cái thứ mà lần trước mình có trao đổi, ví dụ như là cái chữ ký điện tử hay là các cái một số tính năng bổ sung trên cái tóc, thì em nghĩ là nó cũng sẽ dần dần nó cũng cũng sẽ có thôi, chứ không không phải là hiện tại thì chưa có đấy, chứ không phải một lần nó giải pháp không phải một lần nó ra nó đầy đủ luôn được, mà khi ra những cái ý kiến thị trường thì thấy theo cái xu hướng nào thì họ sẽ bổ sung dần dần. Đúng rồi. Nhưng mà lên cloud hay là bên server thì tự build hay là dùng các cái dịch vụ Có cloud? cả hai dạng đấy anh ạ, tức là giải pháp của À. mình làm thì linh hoạt hơn, mình khách hàng đều có thể là thuê mình dùng, tức là thuê mình dùng server của ví dụ bên em cung cấp này, nhưng thực ra bên em cung cấp thì cũng chỉ là đi thuê của các đơn vị khác, ví dụ như FPT hay là Viettel thôi hay là CMC đấy, còn đâu khách hàng Đúng rồi. cũng có thể để cái đấy là gọi là trên cái hệ thống server của khách hàng được, nói chung là đều có thể customize được. Ok. Vâng. À, chắc là mời Cương đi. Cương có đây không? Chắc là giới thiệu nhanh nhất, tại vì là mỗi người chỉ khoảng độ 1-2 phút thôi để còn trao đổi. Em có đây anh ạ. Đang ở cơ quan hay là nhà? Em ở nhà. Nhưng mà cũng cũng không có gì giới thiệu nhiều, chẳng qua em đợt vừa rồi là em có hợp tác với anh Hùng ở dự án ở Viettel thôi ạ. Rồi, Cương là đang phụ trách team về tại cái dự án ở Viettel. Ở đây còn một số người nữa mà cũng 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 hiện đấy, có chị Xuân có nói được không ạ? Chị Xuân mở mic được chị Xuân. À, chị Xuân thôi, chị Xuân nghe thôi, để nghe nghe các anh chị nói thôi. À, và À. cái chị Xuân là cái điều là chị Xuân là bên trường trung cấp xây dựng số 1 thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã đào tạo tool cho rất là nhiều hệ học sinh ngay từ hồi lớp học với lại một bên 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 Anh thì họ có cái chương trình đào tạo mà cho ngành xây dựng, đào tạo các cái nhân lực cho ngành xây dựng mà bắt đầu rất sớm từ tầm 11, 12 tuổi, có cái chương trình định hướng nó gọi là DEC program, tức là Design Engineering Construction, mà định hướng học sinh từ rất là sớm để đi theo ngành xây dựng. Em có thấy chị Thư ở đây đúng không ạ? Thu Nguyễn và chị Thư không? Với lại bên bên dạ vâng. Ok, chào tất cả anh chị. Dạ. Vâng, chào. Vâng, tại tại vì Thư thì chị Thư có thể giới thiệu về mình một chút không ạ? à,
Dạ xin chào tất cả anh chị, mình là Nguyễn Anh Thư thì hiện tại đang công tác ở trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là phụ trách cái BIM BIM Bách Khoa khoa kỹ thuật xây dựng, cũng là một trong những nơi mà gọi là ươm mầm cho tất cả các thế hệ các bạn sinh viên tiếp cận và áp dụng công nghệ cái xu hướng BIM vào cái việc học thuật của mình. Rồi, cảm ơn chị Thư. Thì Dạ vâng. có thể bên hiện tại là bên các bên đấy thì đang nghiên cứu khá là nhiều về cái công nghệ quét quét laser mà nó liên quan đến cái buổi đầu tiên. Sau cái buổi đấy thì phía ban tổ chức cũng có làm việc với Lệ Dương để trao đổi về cái việc tổ chức một cái sự event. Mình nghe có rõ không ạ? Thấy hình như là hơi bị đứt đúng không ạ? Mọi người nghe nói có rõ không ạ? Nghe lại rồi bên đây. Dạ vâng, sorry, chắc là do mạng nó hơi ấy thì em cũng giới thiệu thêm một chút, đó là bên chỗ Pocos và bên BIM Lab Bách Khoa thì có cái hợp tác rất là chặt chẽ và cũng triển khai khá là nhiều cái gọi là dự án để quét 3D thì giống như hôm trước. Bên ban tổ chức cũng đã trao đổi với lại chỗ Dương là sau này mình có thể tổ chức một cái sự kiện nó chuyên sâu hơn về cái mảng quét laser 3D thì rất là hy vọng là sau cái buổi hôm nay thì bên chỗ chị Thư cũng như là bên chỗ Pocos có thể và bên chỗ Dương Dương bên DPR có thể là chúng ta ngồi trao đổi một chút xem là chia sẻ thông tin hay là như nào đấy để chúng ta có một cái buổi chuyên sâu về laser scan. Em thấy bây giờ danh sách nó cũng nhiều thêm rồi, cũng có nhiều người ở trong này là em cũng cũng không 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 biết được, không biết là có anh chị nào có thể giới thiệu thêm về 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 mình mọi người biết được không ạ? Có anh chị nào gọi là muốn giới thiệu nữa không ạ? Nếu không thì em xin phép là chúng ta chuyển sang phần trao đổi thảo luận luôn bây giờ, xong rồi lát nữa đến cái phần mà trao đổi về câu hỏi thêm ấy thì có thể là chúng ta sẽ giới thiệu cũng như là trao đổi nhiều hơn thì sau đây thì em sẽ bắt đầu một cái phần trình bày sơ bộ trước để chúng ta có thể là trao đổi về cái đấy. Thì thứ nhất là cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì cái phần đầu là giới thiệu rồi thì cái phần thứ hai sẽ là những cái trả lời cũng như là thảo luận từ các cái câu hỏi đến từ cái session 1 đến 4 thì từng cái session thì trong cái session đấy đã có rất là nhiều cái câu hỏi rồi. Thế nhưng mà trong cái buổi hôm nay nếu mà anh chị bạn nào mà có thêm những cái câu hỏi mà muốn trao đổi để làm rõ cùng với lại các diễn giả thì mời mọi người cứ cứ bật mic để trao đổi, tại vì cái buổi hôm nay là cái buổi mà chúng ta gọi là để thảo luận về những cái nội dung mà đã chia sẻ trong cái tháng vừa qua. Cái nội dung thứ hai đó là trao đổi xem là nội dung các sự kiện tiếp theo thì nó
nó nên được tổ chức như thế nào. Thì cũng như như mọi khi thì tất cả các cái câu hỏi, nếu mà mọi người mà muốn đặt câu hỏi cho diễn giả hay là thảo luận thêm thì mọi người có thể vào slido.com pass sự kiện là 1009 thì để đánh câu hỏi ở đấy. Trước sự kiện thì bọn em cũng có đưa ra một cái khảo sát để mọi người có thể điền, thì chúng ta có thể thấy là phần lớn hôm nay đó là đến từ phía tư vấn thiết kế cũng như là các cái trường đại học cao đẳng trung cấp, chủ yếu là bên tư vấn thiết kế, tức là cái phần màu đỏ với màu xanh này thì nó đều là bên phía tư vấn, có thể là tư vấn thiết kế, tư vấn BIM rồi vân vân. Đấy. À, 63% mọi người là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn là hai cái địa điểm mà nhiều người tham dự nhất. Cũng có khá nhiều người là chưa tham gia một cái sự kiện nào với lại bên phía BIM cả, vì là cũng hỏi khi mà khảo sát ấy, thì là bên ban tổ chức cũng hỏi xem là cái nội dung nào là cái nội dung mà bên phía mà mọi người muốn trao đổi thảo luận nhiều hơn với diễn giả của bốn cái sự kiện, thì mọi người cũng gọi là đưa ra không nhiều câu trả lời lắm. Thế tuy nhiên là khi tập hợp lại những cái khảo sát trước đây nữa thì ví dụ như là tại cái sự kiện đầu tiên thì cũng có một số cái ý kiến của bên phía diễn giả về cái những cái vấn đề mà quan tâm sự kiện đầu tiên, sự kiện của Dương, thì là mọi người có trao đổi đó là làm thế nào để thiết lập lại cái mô hình từ công trình có sẵn rồi làm thế nào tự động hóa trong thi công xây dựng, các cái công nghệ như là VR, AR và MR, rồi khảo sát không ảnh, thì những cái nội dung mà mọi người quan tâm này thì sau đó thì cũng có thể là trao đổi để đi sâu thêm vào. Cái phần là buổi thứ hai của anh Hùng là cái buổi mà mọi người điền những cái mà nội dung mong muốn học hỏi được từ cái sự kiện là rất là lớn, thì đã phải chia ra là theo các cái chủ đề, ví dụ như là về điện toán đám mây này, về đào tạo này, rồi thì về kinh nghiệm triển khai, tức là rất là nhiều các cái điều mà mọi người mong muốn học hỏi từ cái sự kiện, cũng như là về cái những cái công nghệ xu hướng mà mọi người quan tâm, thì cũng rất là nhiều câu trả lời. Tại sự kiện 3 của anh Long thì cũng đã được ban tổ chức tập hợp ở đây, thì chủ yếu là kinh nghiệm triển khai BIM và đặc biệt là các cái môi trường dữ liệu chung CDE và cái cách triển khai cũng như là sử dụng và phù hợp với lại thị trường Việt Nam. Những cái xu hướng công nghệ quan tâm theo mà mọi người quan tâm thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều các cái nội dung cho công trình điện, cho xem là số hóa thông tin như thế nào, kết hợp giữa công trường với lại phòng thiết kế, rồi thì xu hướng công trình xanh, digital twins, vân vân. Và cuối cùng là cái sự kiện thứ tư thì những cái kiến thức cơ bản về Fox này hay là BIM 360 Doc, BIM 360 Design.
thì đây là những cái mà trong cái giai đoạn vừa rồi thì gọi là bên phía ban tổ chức đã tập hợp lại những cái nội dung về về cái mong muốn của những cái người tham dự trong chương trình, cũng như là những cái nội dung mà bên phía gọi là các cái những người đã tham dự thì họ muốn được 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 giải đáp chi tiết hơn. Thì cái về cái số lượng câu hỏi ở trong 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 chương trình thì cũng rất là nhiều, nên là các diễn giả cũng chưa chưa thể nào mà trả lời hết được. Bên phía chương trình cũng có tập hợp lại ở đây, thì chắc là lúc đầu này thì ta đã sẽ đi qua một số cái câu hỏi mà bên phía ban tổ chức thấy là nó cũng khá là thú vị. Thì sau đó thì những người mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay thì chúng ta nếu mà có những cái thắc mắc gì nữa thì chúng ta có thể bật mic lên để giao lưu và trao đổi với mọi người. Thì làm như thế thì có được không ạ? Mọi người có ý kiến gì không ạ? Chúng diễn giả là để phục vụ mọi người mà, mọi người cứ đặt câu hỏi thôi. Dạ, vâng. Càng nhiều câu hỏi càng hay mà. Mọi người có muốn đặt câu hỏi để trao đổi luôn không ạ? Hay là để những cái đã chuẩn bị trước thì trong cái danh sách câu hỏi ở cái session 2 thì có một cái câu hỏi về thực tế bên Mỹ đã triển khai dùng mô hình hoàn công để tiến hành quản lý vận hành bảo trì công trình khái quát bằng cái phương thức nào, thì cái này thì chắc là em nhờ anh Hùng và Dương có thể trả lời được không ạ? Ok, Dương muốn bắt đầu giới thiệu trước về bên VOS không Dương ơi? Dương này bị nghe rất là rè, không biết là bị làm sao nhưng mà nghe rất là rè. Nghe rõ rõ mà. Và vẫn bị rè Dương ạ. Dương có thể vào thêm bằng điện thoại hay là như thế nào đấy? Ở trong lúc Dương xử lý kỹ thuật thì anh có thể trả lời một phần trước vậy. Thì thực ra là các cái dự án ở Hoa Kỳ thì hiện giờ cũng không phải là tất cả các dự án mà cũng đều là sử dụng mô hình cho cái phần quản lý vận hành công trình, mà thông thường chỉ một số chủ đầu tư mà người ta có cái hệ thống tốt và có những cái yêu cầu nó rõ ràng từ đầu dự án thì mới có thể làm được việc đó. Và trong quá trình thực hiện thì trong vòng 5-10 năm gần đây đã có rất nhiều bài học trong cái việc là sử dụng các cái mô hình BIM từ giai đoạn thiết kế rồi sang đến thi công, rồi khi mà đưa vào sử dụng quản lý vận hành thì nên làm như thế nào. Thì tôi có thể tóm tắt một chút về những cái bài học này. Thứ nhất là hồi đầu tiên thì các chủ đầu tư là hay nghe các cái bên tư vấn BIM và đưa các cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, ví dụ như copy, rồi mô tả ra rất nhiều các loại dữ liệu cần thiết để đưa vào cho cái quá trình vận hành sau này. Nhưng mà thực sự là khi
Sau một thời gian thử nghiệm và các dự án triển khai thu thập dữ liệu cũng như là để chuyển giao mô hình cho bên vận hành, thì thấy rằng là hầu hết dữ liệu là không có sử dụng đến và hầu hết các cái thành phần của mô hình là cũng không có cần thiết cho bên quản lý vận hành. Và bên quản lý vận hành của Hoa Kỳ hay là của Việt Nam hay của các nước khác thì cũng khá là tương đồng nhau. Từ trước đến giờ thì cách làm của họ khá là đơn giản. Thông thường là người ta vẫn sử dụng bản vẽ, thì đây có thể là bản vẽ giấy hoặc là bản vẽ trên thiết bị di động, và trên bản vẽ thì chứa các cái thông tin về trang thiết bị cần thiết để người ta truy xuất. Bây giờ nếu mà có thêm mô hình rồi thì sẽ phải đào tạo cái đội ngũ quản lý vận hành công trình này trong cái việc là làm sao sử dụng mô hình một cách hiệu quả. Nhưng mà nếu đưa cho bên quản lý vận hành toàn bộ cái mô hình thiết kế và thi công thì gần như người ta không biết làm thế nào cả, không biết làm thế nào để có thể thao tác ở trong mô hình, không biết làm nào để tìm được thông tin trong mô hình. Cho nên cái nhu cầu thực tế của họ là chuyển giao các dữ liệu mà cái mức độ gọn nhẹ, tối thiểu mà cung cấp được những cái thông tin thông thường người ta cần. Ví dụ các cái bản vẽ về mặt bằng và các thông tin chủ đạo của các cái thiết bị mà người ta dùng. Chứ còn không nhất thiết là cứ phải theo chuẩn copy, không phải nhất thiết là phải toàn bộ tất cả các cấu kiện của công trình là đều chuyển giao cho bên vận hành cả. Mà nhiều khi người ta chỉ cần là các trang thiết bị chính thôi. Còn cả các đường ống nối các thứ đến các trang thiết bị cũng không có cần. Rồi các cái trang thiết bị nào mà cần bảo hành bảo trì thường xuyên ở đây là khoảng một năm một lần, thì đưa vào cái danh mục và đưa vào cái mô hình phục vụ cho bảo trì. Còn những thứ mà cái tần suất nó ít hơn thì nhiều khi cũng không có cần phải đưa vào mô hình làm gì. Thì càng gọn nhẹ, càng dễ thao tác, càng dễ sử dụng thì càng tốt. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của một số chủ đầu tư và của một số dự án ở bên này người ta đã đúc rút được. Và bây giờ các chủ đầu tư thông thường là sẽ có một cái mô tả ngay từ ban đầu của dự án, ngay từ khi thiết kế, là bên thiết kế cần phải làm gì, bên nhà thầu cần phải làm gì, cần phải thu thập những dữ liệu gì để đưa vào mô hình và chuyển giao cho bên vận hành. Và thông thường ngay từ cái khâu thiết kế và khi thi công thì bên vận hành là đã tham gia vào trong cái quá trình mà thu thập dữ liệu, trong cái quá trình mà tập trung dữ liệu để phục vụ cho bên quản lý vận hành, và người ta tham gia vào cái quá trình nghiệm thu dữ liệu nữa. Thì đấy là sơ bộ một số các cái kinh nghiệm để trả lời câu hỏi vừa rồi. Thì bây giờ để dạ chuyển lại cho Dương. Dương ơi, yeah. Dương đã yeah. Nghe rõ không Dương anh? Có nghe rõ không? Dạ, yeah. Thì em thấy anh Hùng nói cũng khá là chính xác hết rồi, thì cũng đúng là đa phần chủ đầu tư cũng từ từ càng ngày càng cần hiểu biết rõ hơn, thì họ cũng bắt đầu yêu cầu những cái thông tin nó càng ngày rõ ràng hơn từ từ ban đầu của dự án, thì cũng giúp cho nhiều dự án bên bên này làm cũng bàn giao một cách thành công hơn. Thì cũng như anh Hùng nói đó, thì cái dữ liệu để mà khi bàn giao qua cũng đa phần cũng rất là nhỏ. Nếu như mình nếu em nhớ thì khoảng 10% trong cái mô hình đó thôi. Những cái thông tin mà bên quản lý vận hành cần, nên là đó cũng như con số để mà mình có thể biết được, đó là mình cần phải giảm thiểu cái thông tin đó rất thật là ít mà chỉ cần thiết thôi, thì bên vận hành họ mới có thể vận hành một cách thành công ngay được cái ngày đầu tiên được. Còn về các cái giải pháp phần mềm mà các chủ đầu tư hay sử dụng để có thể liệt kê ra IBM Maximo thì nó rất là phổ biến, bởi vì từ trước đây, trước khi có BIM thì các chủ đầu tư đã sử dụng rồi. Và bây giờ IBM Maximo thì bổ sung một số các cái cấu phần liên quan đến xem các cái mô hình 3D nữa. Còn Archibus cũng là một giải pháp mà phổ biến. Gần đây thì có những giải pháp mà nó gọn nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn. Ví dụ như là Autodesk thì có cái BIM 360 Ops, và DPI chỗ Dương thì đang ra cái giải pháp gọi là ViewOps để mà hỗ trợ cho tập trung kể cả là các dữ liệu về 3D, các dữ liệu về
PDF rồi cả các cái dữ liệu ở dạng số trong đưa trong cái quá trình thu thập dữ liệu của công trình. Thì đấy là khoảng 4 năm các giải pháp ở bên này hay sử dụng, và nhiều các cái chủ đầu tư cần sử dụng kết hợp một số giải pháp đấy nữa. Không biết là tại cái câu hỏi này thì Cương có muốn tham gia cung cấp thêm thông tin từ từ bên dự án không? Cương còn ở đây không ạ? Em còn đây anh ơi. Em có muốn bổ sung thêm cái này không? Tại vì là câu hỏi là thực tế ở bên Mỹ, nhưng mà hiện tại thì cũng trong danh sách thí điểm cũng chỉ có mỗi bên Cương, và cái này thì dự án này thì anh Hùng cũng trực tiếp là tham gia hỗ trợ, thì Cương có muốn chia sẻ thêm thông tin về cái này không? Thực ra thì như anh Hùng nói rồi đấy, thì là cái nhu cầu quản lý tòa nhà của mình ấy thì với Mỹ nó cũng tương đồng. Nhưng mà hiện tại thì ở cái dự án Viettel của bọn em là nó vẫn đang gặp vài cái trouble, nên là với cả thực ra là cái phần mà quản lý dự án ở Việt Nam mình thì nó lại chia ra nhiều cái, nhiều mục đích khác nhau ấy. Ví dụ như bên Viettel thì muốn quản lý vận hành, nhưng mà trong quản lý vận hành thì nó lại chia ra nhiều phần nữa. Thì cái tức là về ý em muốn nói là về theo hiện nay ấy, thì là do chưa có mô hình nên là vẫn phải vận hành bằng 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 cơm ấy. Nên là nên là bây giờ riêng cái phần mà gọi là thúc đẩy để mọi người áp dụng cái mới là mọi người cũng đang chưa gọi là chưa mặn mà lắm ấy. Thì là cái phần của bọn em thì nó chưa trình bày được nhiều, nên là em thì với Viettel này em mong muốn làm được một số cái nữa cơ, nhưng mà do là chưa triển khai được thực tế nên chưa báo cáo được lãnh đạo, nên là chưa xin được ý kiến ấy anh. Rồi anh hiểu rồi, cảm ơn Dương. Không biết là anh Long từ phía góc nhìn ở bên bên anh thì cái việc mà từ mô hình hoàn công sang đến quản lý vận hành thì anh Long đã có kinh nghiệm chưa, tham gia trong một cái dự án nào chưa, hoặc là tìm hiểu một cái dự án nào chưa? Thực ra thì ví dụ như mấy cái dự án mà từ khi BIM Level 2 bắt đầu áp dụng yêu cầu thì cái lô, ví dụ như nói Kobe, nhưng mà cái lô mà cái gọi là cái gói thầu mà cần phải điền nhất thì cũng rất là đơn giản, phần lớn là gói trang thiết bị thôi ở bên MEP á, giống như là cái bộ mà mình dịch ở bên cái Cambridge 3, hay là bây giờ mình làm cái công trình hôm trước mình giới thiệu cho cái Cavendish 3 nó cũng thế. Tức là người ta chỉ yêu cầu cái thông tin rất là nhỏ từ phía bên trang thiết bị MEP thôi. Nó cũng đơn giản thôi, chứ không có nó không cũng không có nhiều lắm đâu. Thành ra nếu như mà mình nghĩ là mình áp dụng được thì nó cũng không có khó lắm. Thứ nhất là cái đó là về bên mô hình. Còn về bên mà quản lý vận hành thì trong các cái scope thì người ta vẫn các cái yêu cầu các cái scope cũ như các frame này nọ đó, thì người ta vẫn yêu cầu, thì cái hệ thống nó vẫn đang duy trì hai bên thôi. Được vâng, rồi. Nhưng mà cái Kobe đó nó cũng yêu cầu nhiều rồi, mà nó cũng cái gói nó cũng đơn giản thôi, cái gói nó cũng hiện tại là cũng chỉ có mấy chục item đó của bên MEP thôi. Thì mình cũng đang làm một cái ở Pháp, cái nhà tù, thì cái người ta yêu cầu về bên bên kết cấu, bên kiến trúc cũng rất là ít. Chỉ bên MEP cũng một vài cái cũng gọi là, nói chung là trang thiết bị thôi, trang thiết bị về cơ điện hả? Và chứ bên cũng, bên cũng có. Bên bên, mình nghĩ bên nhà tù thì chắc chắn là nó em nghĩ là những cái liên quan đến MEP là điều khiển các cái thiết bị như cửa kia các thứ, chắc chắn là nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều các cái thông tin cần điền vào, đúng không ạ? Hiện tại thì mình thấy nó cũng chỉ đòi hỏi cái thiết bị là chủ yếu thôi. Dạ vâng.
Thành ra là ví dụ như các bạn làm kết cấu đâu có điền gì đâu, ví dụ mình làm kết cấu mình chẳng điền gì hết. Rất là đơn giản, Dạ. điền rất là ít, chỉ Dạ. có phần lớn là các cái gói kia nó mới nhiều. Dạ. Dạ. À, về về cái nội dung liên quan đến quản lý vận hành cũng như là hoàn công liên quan đến câu hỏi vừa rồi thì không biết là có anh chị nào muốn trao đổi hay là tìm hiểu rõ thêm không ạ? Có em muốn trao đổi về cái đấy. Mời biên. Thực ra thì hiện tại như phần quản lý vận hành thì em cũng đang làm một chút liên quan về cái đó cho dự án về chung cư. Thì thực tế là muốn hỏi ý kiến của anh Hùng với anh Long cũng như là Dương về cái việc là tức là dự án thì hiện tại là triển khai ở trong giai đoạn mà nó không phải là xác định từ đầu mà là đến khi là giai đoạn mà dự án nó đang thực trong giai đoạn phần hoàn thiện rồi thì lúc đấy mới đang thực hiện việc quản lý vận hành, tức là cái việc thu thu thập thông tin từ nhà thầu nó sẽ gặp phải nhiều rất nhiều khó khăn, mà mong muốn chủ tư thì lại muốn rất nhiều thông tin cần phải đưa vào trong mô hình. Ví dụ là chung cư thì họ Mà đã có muốn mô hình chưa? Đã có mô chưa, hình bây giờ mới rồi làm, hay là bây giờ mới làm, bây giờ mới làm mô hình thì những cái thông tin ví dụ như là phải mô hình chi tiết cả từ những cái lớp sơn các thứ phải mô hình, rồi là lớp trát cũng phải đầy đủ để sau ví dụ như muốn sửa chữa thì họ muốn xác định diện tích của khu vực sơn của khu vực là bao nhiêu đấy chẳng hạn, kiểu như thế phải làm rất chi tiết các đầu Hay mục quá hả? cho, vâng, các cái đầu mục cho phần MI thì nó cũng rất nhiều, trong đó thì rất nhiều thông tin là họ đang muốn là đưa thẳng cái vào các parameter trong family chứ không phải là dẫn chiếu đến 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 PDF dạ đúng rồi, dẫn 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 hoặc chiếu là đến catalog hoặc là dẫn chiếu đến spec của dự án. Thì theo anh thấy là cái việc đó nó có nên làm không, nên 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 Excel. làm như 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 thế không? Cái này thì em thấy là câu hỏi của Biên là nó chắc chắn là sẽ là câu hỏi của rất nhiều chủ đầu tư của các công trình khi mà mới nghe đến BIM, tại vì là gọi là trong các cái lợi ích của BIM ấy, mình có nói là giai đoạn quản lý vận hành là giai đoạn mà được nhiều lợi ích nhất đấy, thì là nhiều công trình khi mà chưa có mô hình thì họ cũng muốn là có được mô hình, và nhiều khi là họ cũng chưa rõ cái bài toán là sau này họ sẽ làm gì với những thông tin đấy hay là quản lý vận hành như thế nào, nhưng mà muốn có cái mô hình chi tiết rồi những cái thông tin tối đa. Thì câu hỏi này em cũng đã trao đổi với lại bên bên phía các cái chuyên gia của GIP khi mà sang đào tạo cho bên Bộ Công Thương, thì họ có bảo là cái đấy nó sẽ khá là thứ nhất là tốn cái nguồn lực, nên là làm những cái đấy thì đúng là phải công trình nó có tầm quan trọng như nào đấy thì mình mới làm lại. Tại vì là ở bên Anh thì mọi người cũng đều biết là họ không có cho thêm chi phí, và cái thông điệp này thì anh Long cũng đã trao đổi khá là nhiều rồi, tức là cái quy trình BIM nó tích hợp luôn vào với lại các cái công việc bình thường và nó không không có phát sinh thêm chi phí, nên là chủ đầu tư cố gắng là đưa một số cái nội dung để sau này có dữ liệu mà nó lại không 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 gọi là mất quá nhiều công làm lại. Không biết em nói thế có đúng không ạ? Và sau đó thì em muốn Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. chia sẻ nhờ các anh chia sẻ thêm xem là với những cái công trình như vậy với chủ đầu tư, ví dụ như là cái trường hợp mà Biên nói chẳng hạn, thì là nên tiếp cận như thế nào và nên trao đổi với lại về cái trường hợp đấy như thế nào Bình ơi, ạ? cho Dạ. chị hỏi thăm luôn cái vấn đề này, giống như là anh Biên cũng vừa có nói đó. Thì Vâng. bên trường chị thì có một cái dự án của trường luôn, cái dự án này là của trường Rồi mà. rồi 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 cái tòa nhà của trường chị đúng không, có mô đồ rồi Đúng đúng rồi, không? bây giờ mình có mô đồ rồi, tức là Vâng. bây giờ rất là cần các cái chuyên gia như là anh Long hay là các anh hay là anh Hùng là đã triển khai rồi, thì hỗ trợ có thể là tư vấn cho mình ngay giai đoạn này. Tức là trường thì cũng chuẩn bị là xong rồi, nhưng mà Dạ. mình chỉ có cái mô đồ của cái giai đoạn là thiết kế thi công thôi, chứ còn hồ sơ hoàn công thì chưa, tức là cái mô hình mà để cho hoàn công thì chưa có. Như vậy là bây giờ nhà trường thì cũng muốn là làm cho cái quá trình quản lý và vận hành sau này. Đương nhiên là không biết rằng là như là cũng như là Biên hỏi thì những cái mình sẽ cần phải đưa những cái thông tin gì hữu ích nhất cho cái mô hình để quản lý sau này. Thật ra thì mình cũng chưa có cái kinh nghiệm này á. Dạ.
Dạ, vâng, mời mời các anh ạ, mời các Thế thì chắc là mình trả lời trước vậy. Về ý Dạ. kiến của hình như chị Xuân đúng không? Đúng rồi. Vâng ạ. Dạ vâng. Thì thực ra là cũng không ai có thể trả lời ngay lập tức được là sẽ cần những thông tin gì đâu chị ơi, mà chủ yếu là do cái dạng hình công trình như thế nào và cái quy trình hiện tại mà bên quản lý vận hành của cái công trình của trường ở bên chị là hay họ đang làm theo cách như thế nào. Thì thông thường khi mà xác định là những thông tin nào sẽ được thu thập phục vụ cho quản lý vận hành thì cái bên quản lý vận hành là người một cái tiếng nói nhiều nhất, thì trước hết phải làm việc với họ đã, rồi mới xác định là họ cần cái gì để họ quản lý. Thì thông thường là sẽ phải ngồi lại với nhau và xem rằng là nếu họ liệt kê ra những cái thông tin họ cần thì là liệu là bên làm BIM, bên làm mô hình có đáp ứng được không, hoặc là đáp ứng được thì đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đấy, những thứ họ cần. Rồi sau đó là hai bên mới chốt lại với nhau và mới xác định được rằng một cái danh mục cần thu thập là cái gì. Cái này nó cũng liên quan đến cái phần mà bên hỏi đó, là cái mức độ chi tiết của thông tin cần thu thập là đến đâu, có cần đến từng các lớp chat và ra các diện tích chat hay không. Thì cái này nó liên quan đến cả cái việc là liệu là mình có duy trì được cái mô hình BIM đấy sau khi mình chuyển giao cho bên vận hành hay không. Ví dụ như bên biên làm xong một cái mô hình rất là chi tiết, đầy đủ các lớp sơn, lớp chat, đầy đủ các thông tin, nhưng mà chuyển giao cho họ và cuối cùng họ cũng không biết là truy xuất về diện tích lớp sơn, lớp chat từ cái mô hình này ra làm sao. Và sau này nếu họ sơn màu sơn mới, rồi họ thay đổi các cái diện tích sơn, họ có biết cập nhật cái mô hình đấy để làm cái mô hình đấy nó còn tiếp tục được sử dụng cho các giai đoạn sau hay không. Thì đấy là cái bài toán hoàn toàn khác, là cái năng lực của cái người sử dụng cái mô hình đấy. Thì nhiều khi mình làm rất là chi tiết, rất là tốt cái mô hình chuyển giao cho họ, thì sau một thời gian là toàn bộ cái thông tin ấy trở nên lạc hậu, bởi vì là trong quá trình sử dụng là người ta đã thay đổi rồi nhưng người ta lại không biết cách để cập nhật lại vào trong mô hình, và mô hình đấy trở nên là không có sử dụng được nữa. Nếu mà tính ra những cái yếu tố như thế thì tất cả những cái thông tin gì mà bên sử dụng không thể nào mà cập nhật được và không có khả năng cập nhật thì tốt nhất là đừng có đưa vào, mà thông thường là chỉ đưa những cái thông tin nó rất là chính yếu mà nó phục vụ đến 90% cái nhu cầu cần thiết để cho quản lý. Còn lại là những thứ mà có thể gọi là nếu có thì rất là hay, nhưng mà không có thì không sao, người ta có thể tìm từ nguồn nọ nguồn kia, hoặc là người ta có thể bổ sung bằng cơ sở dữ liệu chẳng hạn. Thì tốt nhất là nên để người ta làm cái cách truyền thống. Còn nếu mà cứ tập trung mà tất cả làm mô hình thì nó vừa tốn kém vừa đắt đỏ, mà sau một thời gian thì mô hình nó trở nên là khó, không sử dụng nữa. Thì đấy là một cái ý qua cái kinh nghiệm mà mình tổng hợp ở bên này. Thì không biết là Dương với cả chỗ các anh khác thì có ý kiến gì thêm không? Dạ, em cũng muốn nói thêm, anh Hùng nói cũng khá là đúng. Thì đa phần các cái dự án mà GPR cũng dành rất là nhiều thời gian để mà ngồi lại với chủ đầu tư để mà định nghĩa những gì họ cần. Thì cái quá trình đó cũng khá là lâu nhưng mà quan trọng. Nhưng mà sau khi mình đã có được một cái sự đồng ý chung giữa hai bên như vậy á, thì cái việc đẩy vào mô hình rất là nhanh và dễ dàng hơn, nó chính xác hơn. Thì em cũng muốn nhấn mạnh cái quá trình mà gặp với ngồi xuống họp với lại bên cái nhóm vận hành để thực sự hỏi ra họ cần những gì. Như anh Hùng nói á, thì cái bước đó rất là quan trọng. Và từ cái bước đó mình cũng có thể hình dung ra được là mình sẽ cần bao nhiêu nguồn lực, cần bao nhiêu nhân công, và những cái lỗ hổng nào mà họ cần mình cần đắp vào, giống như là về mặt đào tạo, hay là họ có biết sử dụng những phần mềm này không, hay là nhiều lúc họ lại thấy không cần thiết. Thì cũng nhờ những cái buổi tương tác như vậy thì mình mới hiểu rõ được là cái công việc nó chính xác hơn. Cảm ơn Dương. Là vâng, mời anh Long. Bình nói đi. Không, em điều phối thôi ạ. Thực ra thì như nói hồi nãy á, tức là cái thông tin mà cho vận hành hiện tại thì ví dụ như trong Kobe hoặc là các cái dự án mà anh yêu cầu thì cũng rất là đơn giản, là phần lớn liên quan đến cái phần trang thiết bị.
Còn không biết mọi người đang nói ở đây là thảo luận là về cái mô hình, tức là ví dụ như Revit hay là Archicad thế này nọ đúng không? Thì thực ra thì bên này gần như là người ta không có mô hình các cái chi tiết cụ thể giống như là biên đang hỏi, như loại sơn này nọ đó, người ta không có mô hình vô trong mô hình, mình ta quản lý bằng một cái cơ sở dữ liệu bên ngoài. Ví dụ như hồi trước mình có làm mấy khách sạn thì người ta dùng cái Derofood đó. Gần như là mấy cái đấy là chỉ mô tả thôi chứ không có vẽ, không 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 ai vẽ hết mấy cái đấy, người ta không có vẽ vô, người ta dùng quản lý giống như là bây giờ ví dụ như bên kiến trúc mà khi mà người ta làm chương trình một tòa nhà đó thì người ta làm các cái room by room đó, từ phòng nào có cái gì, phòng nào có cái gì, phòng nào có cái gì, sơn gì, sơn gì, thiết bị gì đó, thì cái Derofood đấy nó cũng quản lý tất cả những cái thứ đó, tức là nhập vô như nó lấy từ bên mô hình Revit sang, nó có cái room xong rồi nó lấy diện tích này nọ bao nhiêu đó thì xong bên này sẽ điền vào sơn gì sơn gì sơn gì, thì nó ra một cái bảng giống như bảng Excel vậy đó, nhưng mà nó tự động nó trên cloud thôi. Thì tất cả những cái gói đó, gói trang thiết bị hoặc gói sơn xiếc này nọ là ta đẩy lên bên Derofood hết, chứ người ta không có vẽ vào trong Revit, mà không ai vẽ hết. Thì đến khi mà bên bên vận hành người ta cần thì người ta tra trên Derofood thì người ta không có mở Revit, tại vì nó như mọi người đó, tức là mở Revit ra không phải ai cũng mở được, mà cái đó nó không phải là cái đó nó không phải là cái môi trường để tìm thông tin một cách chủ yếu ở trên, mà người ta chỉ khai thác qua các cái người ta phải khai thác qua các cái platform khác, ví dụ như Derofood, hoặc là hôm trước mình đi nghe thì nó có một cái giải pháp của cái bọn cái Glider Beam đó. Thì tức là người ta sẽ đặt một câu hỏi là các cái mô hình đó người ta khai thác như nào, thì gần như là không khai thác qua Revit hoặc là khai thác qua Archicad mà là phải khai thác qua một cái platform thứ ba, ví dụ như Derofood hoặc là Glider Beam, hoặc là nó có nhiều platform lắm, thì cái đó nó cũng là một cái hướng rất là phổ biến. Hoặc là tức là mình chỉ cũng muốn nhấn mạnh là các cái thứ chi tiết lặt vặt nhỏ nhỏ đó là nó không 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 có đưa vào trong mô hình, mà tại vì như Hùng nói đó, tức là sau đấy phải có người bảo trì mô hình, tức là bên đơn vị đấy phải tự nhiên phải có một người dùng dùng Revit này nọ, nhưng mà Revit nó cũng có rất là nhiều cái hạn chế để quản lý các cái cơ sở dữ liệu đó nên người ta không có dùng. Đó là cái thứ nhất. Còn lại thì cái câu hỏi của chị Xuân là một câu hỏi về như chị định chị quản lý một tòa nhà thôi hay là quản lý cả cái hệ thống bất động sản của công ty chị, hay là của cái nhà trường, hay là như nào, thì cái đó nó sẽ nằm trong một cái chương trình lớn là quản lý bất động sản của các trường đại học. Thì cái đấy nếu như mà hôm nào chị muốn thì em có thể share một số cái giải pháp mà các cái trường bên này, trường đại học người ta dùng đó, thì tức là không phải mình tập trung một tòa nhà mà mình tập trung hết tất cả các tòa nhà xong rồi mình kết nối lại trong không gian, xong đấy nó các cái chương trình quản lý phòng học rồi quản lý bảo trì quản lý này nọ nó đi theo, thì cái đó là một cái chương trình lớn để số hóa của cả trường chứ không phải là chỉ một tòa nhà. Ở trường chị Xuân có mấy tòa nhà chị? Có hai khối chính là cái khối mà hành chính nội bộ với lại ký túc xá. Nhưng ví dụ như em hỏi, ví dụ như bây giờ bên bên chỗ chị, ví dụ như phân đặt lịch học đi, đặt lịch học cho các phòng, thì dùng một phần mềm, phòng đào tạo dùng một phần mềm hay là như nào, hay là nó có một cái sự liên kết nào của tất cả các cái thứ đó lại chung với nhau không, hay là mỗi phòng mỗi kiểu Thì hiện mỗi tại bây giờ thì ở bên bên trường chị thì có tức là thiết kế phòng học, tức là phòng bố trí phòng học cho các lớp đó, thì trên cái phần mềm đạo của phòng đào tạo họ quản lý, tức là như là Lâm nói chị thấy rất là hay, tức là mình sẽ kết nối cả cái tòa nhà đó, tức là không những đơn giản là mình quản lý là mình nhập các dữ liệu nó vào mà nó phải kết nối các dữ liệu này chung chung trong cho cái dự án này luôn á. Chị thấy rất là hay, có thể bữa nào Long chia sẻ cho chị được không? dạ được thôi, em cũng không có Vâng. nhiều kinh nghiệm bên đấy lắm nhưng mà em cũng chỉ nghe họ giới thiệu thôi, thì em có thể gợi ý cho chị một số cái giải pháp mà người ta dùng, sau đấy chị kiếm một cái công ty phần mềm ví dụ như bên Biên chẳng hạn, phát triển các cái dịch vụ đi kèm cho chị,
hoặc là bên chị tự phát triển. À. Thì em cũng chỉ giới thiệu các cái gợi ý, các cái giải pháp thôi, chứ em không phải lập trình viên hay gì đâu. Thì nhưng mà cái hướng tổng thể là giống như là hướng phát triển cái thì, tức là các trường bên này hoặc là các chuỗi siêu thị này nọ, người ta có các cái phần mềm quản lý chung giống như một cái ERP của doanh nghiệp vậy đó. Thì hôm trước em có nói chuyện ok thế thôi, thì từng đến thôi. Dạ vâng, hình như bên 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 Thái cũng có một trường nào đấy mà cũng 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 quản lý như vậy, và đấy cũng là cái case study mà rất là ở các cái người làm BIM bên Thái Lan em thấy nhắc đến khá là nhiều. Không biết là Thuần có bổ sung thêm thông tin gì không? Thấy Thuần có nói ở đây về cái chỗ hai cái dự án sân bay Hoàng Hồng Kông và MRT của Malaysia, thì hai cái dự án này cũng hay là hai cái dự án khá là đặc biệt rồi. Alo, alo, anh mọi người có nghe em rõ không ạ? Có cái rõ, thôi nói đi. Thì em cũng chia sẻ thêm một cái xoay quanh về cái câu chuyện về cái mô hình Hồng Kông. Thì trước đây thì em cũng nói có 1 năm rưỡi làm ở Atlas Industries, là bên phía gia công mô hình đó, thì cũng có tham gia vào hai dự án này cũng còn gần nửa năm. Thì đặc biệt với cái dự án sân bay Hồng Kông, một dự án rất là lớn và phức tạp. Dự án này thì bên Atlas họ trúng được cái gói thầu là Westbourne Cloud, cái nhà ga đó, và dựng lại để điền cái mô hình thông tin đó. Thì cũng là mình nhận cái mô hình thông tin từ phía chủ đầu tư, một cái mô hình bột cloud từ phía chủ đầu tư để lên cái mô hình cho nó. Thì nó yêu cầu là tất cả mọi thứ mà đã được quét về là phải, và kèm với lại cái hồ sơ Hồng Kông của họ, thì những toàn bộ element đó là phải được dựng hết, và nó cũng phải được điền cái thông tin. Thì em thấy cái chi phí nó lại ở cái công sức bỏ ra làm khá là lớn, tại vì cái trường parameter của mình đó, nó khá là lớn. Thì em nghĩ thì cũng tùy theo cái tình cái yêu cầu của mình, như cái anh nói là mình sẽ phải xác định một số cái trường mà nó mới tên chính để mình làm. Thì theo cái kinh nghiệm em làm rồi đó, thì em đã thấy là thường là họ sẽ chính là đầu tiên là định danh đối tượng, rồi vị trí location nó nằm ở đâu, rồi những cái thông tin đó thuộc về dạng nào, ví dụ như đối tượng MEB thì mình điền kiểu khác, đối tượng chút kết cấu mình điền kiểu khác. Thì tập trung chính vẫn là đối tượng MEB là chính. Thì MEB thì nó sẽ tập trung, nó chia ra nhiều cái loại đối tượng khác nhau, ví dụ như đối tượng cơ, như điện, nước như thế nào, nhưng mà tập trung chính là vẫn là những cái thông tin về gói thầu, ví dụ như là ai lắp đặt cái đó, hoàn thành ngày nào, bởi đơn vị nào, rồi ngày hết hạn bảo hành là ngày nào, rồi những cái contact hay là những cái parameter chuyên về spec của nó, thì nó rất rất là nhiều. Thì mình nên tập trung vào những cái parameter nào chính thôi. Thì cũng như anh Long chia sẻ là đúng là họ không có sử dụng cái mô hình Revit để họ làm trên, họ họ làm cái công việc là quản lý tài sản, gọi em là facility management đó. Thì sau khi mà em hoàn thành xong cái dự án đó thì họ sẽ đóng gói, là ví dụ như mình sẽ chia ra từng mỗi mô hình, mình chia ra một block nhà, thì mỗi block nhà mình sẽ tập hợp bản cái schedule của nó ra, là tập hợp toàn bộ trường thông tin của nó, là xuất qua Excel rồi format lại cái định dạng Excel đó cho bên phía khách hàng. Rồi sau đó là mình sẽ chuyển giao, là bao gồm cả mô hình và cái phần Excel đó luôn. Cả hai dự án sân bay Hồng Kông và cũng như là cái trạm MRT của bên Malaysia, thì em thấy là đều đi chung cái format này hết, đều đi chung theo cái format này hết. Thì em nghĩ là nó nằm ở hai nước khác nhau, một cái ở Hồng Kông, một cái ở Malaysia, mà nó đi chung cái format này, thì em nghĩ thế giới họ là cái phần này nó cũng khá khá là tương đồng nhau. Và cái phần và những cái thông tin của nó em thấy là điền rất là nhiều, một đối tượng nó có thể chứa đến 15 đến 20 trường thông tin khác nhau luôn. Nhưng mà thực ra là 15 đến 20 trường thông tin này nó đi theo nhóm, thành ra cái việc mà mình làm ở cái dựng modeling nó sẽ tốn nhiều hơn cái thời gian mà mình điền thông tin. Thời gian điền thông tin khoảng chừng 20% thời gian đổ lại thôi. Toàn bộ mọi thứ mình boost pull thông qua những cái add-in phụ trợ của Revit nó khá là nhiều, nó khá là nhiều add-in làm hỗ hỗ trợ cái chuyện mà anh boost pull dữ liệu đó ra, anh xuất lại Excel, anh điền vô, rồi anh nhập ngược lại, đẩy ngược lại cái database nó vô trong lại những cái đối tượng trong Revit ngược lại, thì nó không phải quá khó. Nhưng cái khó ở đây là làm sao xác định được bao nhiêu trường thông tin để mình boost pull cái dữ liệu đó. Thì đó là cái câu chuyện mà mình còn phải bàn nhiều hơn. Thì đây là cái số cái kinh nghiệm của em khi mà em đã làm ở những một số dự án Hồng Kông mà chuyên về một cloud rồi, thì nó sẽ là như vậy. Ra cái Rồi, trường cảm ơn bạn. Cảm ơn. Dạ, dữ mời liệu Long. đấy nó cũng cái trường dữ liệu đấy nó bên bên
bên bên bên hội quản lý, bên hội quản lý nhà cửa này có, người ta có hết mà, tức là nó có tiêu chuẩn hết mà, nó có các tiêu Cái chuẩn này em các thấy frame này nọ đó, nó có hết mà. em thấy hiện tại là ví dụ như dự án sân bay Hồng Kông này họ không có đi theo cái copy, có nghĩa toàn bộ parameter của họ họ làm họ theo cái tiêu chuẩn của bên nó gọi là ASK, là cái hội đồng quản lý của cái sân bay đó, là họ đưa đó ra, mình chỉ follow Đúng theo rồi. cái đó. Ừ, đúng rồi đó, thì nó có, tức là các tòa nhà bình thường thì sân bay thì có thể hơi đặc biệt, nhưng các tòa nhà bình thường thì các cái hiệp hội mà các cái bên 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 MEP, bên các cái hiệp hội gọi là building services, là người ta có hết các cái tiêu chuẩn. Cái đấy người các cái tiêu chuẩn phân loại của người ta còn ra trước 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 tất cả các thứ nhiều mà. Thật ra nó cũng đầy đủ lắm, nó cũng không có gì bí mật hết, nó có rất là nhiều, nó có ba, hiện tại nó có ba bốn cái tiêu chuẩn gì đó. Thì cái đấy thì mọi người tham khảo nó cũng dễ mà. Nhưng mà ý là người ta rất là ít mô hình hết vào trong trong Revit lắm. Trong Revit thì các cái tiêu chuẩn, cái parameter chính, lấy cái parameter chính là từ trong các cái tiêu chuẩn ra thôi. Còn cái quản lý thì người ta phần lớn là đi đi đôi với lại một cái công cụ bên cạnh, quản lý dữ liệu bên cạnh, chứ không có nhập vào trong Revit. Rồi, cảm ơn anh ông. Không biết là Biên hay là mọi người có bổ sung thông tin gì không? Người Vâng. thấy thế nào? Thực tế là nếu mà xét trong quá trình mà ứng dụng thực tế thì như em thấy nó sẽ rất nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra về cái việc là dữ liệu nó bị thay thay đổi và làm thế nào để cập nhật vào trong mô hình. Cái này trước em đã từng hỏi ở Cương về, về cái việc này rồi. Ví dụ khi mà thiết bị nó bị thay đổi thông tin này, nó bị thiết bị có thể bị bỏ đi này, hoặc là thêm mới này, thay thế này, thì ví dụ đơn vị của đơn hành họ như thế, họ rõ ràng nếu mà muốn làm thế thì họ phải có người mà có thể vẫn phải làm trực tiếp trên Revit chẳng hạn, khi muốn cập nhật thông tin. Nói ví dụ khi hai hai cái phòng nó đang được xây tường lên, nhưng sau đấy một lý do nào đó mà một cái tường này nó bị bỏ đi chẳng hạn, đúng không, cái tường một vị trí nó bị bỏ đi, thì hai phòng nó gộp vào làm một, thì đó thực tế là mô hình của mình vẫn sẽ phải làm việc trực tiếp trên Revit để mà sửa đổi, hay là có cách nào đó để mà mình có thể sửa được thông tin để mà cho nó chính xác trong quá trình mà ứng dụng trong phần vận hành. Đấy là những cái mà em thấy nó sẽ gặp phải. Trong cái phần FM ở Việt Nam ấy, em có thêm một cái ý kiến nữa, đấy là hiện tại ở Việt Nam ấy, thì là các chủ đầu tư mà xây các tòa nhà thì thường là chủ đầu tư thường là vận hành luôn, chứ không phải là theo dạng ở như ở nước ngoài là một đơn vị xong rồi chuyên xây các cái tòa nhà xong rồi cho các cái đơn vị khác thuê thì họ vận hành, còn đây là chủ đầu tư thường vận hành luôn. Thì có một cái yếu tố nữa mà ở Việt Nam mọi người hay quan tâm nữa là đến cái năng lượng mà khi vận hành tòa nhà ấy, thì mọi người thường là hướng đến cái việc là tiết kiệm sao cho nó tiết kiệm nhất và giảm thiểu cái chi phí vận hành. Thì để mà áp dụng cái đấy thì nó phải đồng bộ với cái phần cứng. Thì thường thường là cái phần cứng như là BMS ấy. Như bên 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 tòa nhà trụ sở của Viettel thì có làm cái phần BMS, thì mình có các cái sensor cảm ứng, có cái phần cứng đi kèm lắp đặt ở trong công trình rồi thì mình có thể phân tích được. Còn những cái tòa nhà khác mà nếu mà không lắp phần đấy thì em nghĩ là cũng sẽ không khó để mà phân tích được năng lượng vận hành của tòa nhà, đúng không anh? Cái đấy thì đúng rồi em. Nhưng mà để phân biệt thì nó có hai hệ thống, một cái hệ thống gọi là cái Asset Management là quản lý tài sản, một cái hệ thống khác là BMS là tự động hóa cho quản lý vận hành của công trình. Vâng. Thì đúng là nếu mà không có hệ thống BMS thì rất khó để mà phân tích năng lượng của công trình. Nếu mà phân tích thì chỉ có xem là cái tiền điện đóng hàng tháng là bao nhiêu, căn cứ vào đấy để mà phân tích thôi. Còn có Vâng. BMS thì mình có thể xem là ví dụ như là cân đối về nhiệt độ trong ngày, xong rồi điều chỉnh các hệ thống điều hòa thông khí để nó tối ưu hóa, và các giờ nhất định ở trong ngày thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà đúng là nếu mà tích hợp được hai hệ thống, vừa là tích hợp BMS và tích hợp cái hệ thống quản lý tài sản, thì bây giờ cũng chưa thấy có cái giải pháp nào mà nó tối ưu hóa hoàn toàn, mà đa phần là vẫn là tách hai cái hệ thống ấy ra, một cái BMS thì vẫn chạy và một cái là Asset Management thì vẫn chạy riêng.
Tại vì là hôm trước em có làm một cái bài toán em tính toán, thì là ở ở trong cái tòa nhà của Viettel ấy là có 5 con chiller, 5 con chiller chính thì thông thường là chỉ vận hành một hoặc hai con thôi. Thì có một cái hôm em vận hành đến tối đa là 3 con chiller cùng chạy một lúc, thì tính ra cái lượng nước họ cái lượng nước để làm để cho con chiller đấy chạy ấy, thì một ngày là bằng lượng nước ở nhà mình sử dụng, phải tính ra bằng một năm. Tức là một năm một nhà 4 người dùng nước một năm thì bằng cái con chiller đấy dùng một ngày cho cái tòa nhà 8 tầng của bọn em. Thực ra có thể không liên quan, nhưng mà hôm trước bàn tròn mà nói chuyện cho vui. Hôm trước đang nói là cái quản, hôm trước mình có một cái anh bạn anh làm cái việc là anh bách ạ. Không, có anh bạn anh đang làm là gọi là cái tối ưu hóa sử dụng điện, nhưng mà của một cái tập đoàn. Tại vì ví dụ như ở châu Âu thì ví dụ như nó có thể mua được nhiều cái nguồn điện từ khắp nơi, nên nó sẽ theo dõi cái nó sẽ tối ưu là ví dụ như ngày nào thì mua điện của công ty nào, ngày nào mua điện của công ty nào. Tại vì tùy theo cái nhu cầu sử dụng, tức là nó đo xong rồi nó tối ưu như nào đó, cuối cùng nó tiết kiệm được cực kỳ nhiều tiền, hơn một nửa tiền so với lại trước đây khi mà dùng các cái quy trình bình thường. Tức là rồi. Và mà em hiểu đấy, nó có thể là làm bài toán tối ưu xong rồi là có các cái input đầu vào về giá cũng như là về cái đúng rồi đó. Lượng sử dụng. Alo, cái này em cũng có một ít đã, cái này em xin chia sẻ thêm là cái này em chưa làm, nhưng mà khi đó bên em đã từng đi tìm những cái đơn vị mà họ chuyên về Westbourne Cloud á. Thì có một cái công ty tên là Stack Global á. Thì công ty đó của Việt Nam họ đưa ra một cái giải pháp, họ tích hợp FM và cái bài toán là quản lý luôn cái phần năng lượng tòa nhà một cách là hiện tại thì đang áp dụng ở hệ thống chiếu sáng là chính ở công ty phần mềm Quân Trung á. Thì đầu tiên họ sẽ scan 3D cái toàn bộ cái khu vực đó, và những cái đối tượng họ sẽ không dùng Revit để làm mô hình nữa, mà sau khi họ scan xong rồi đó, họ sẽ đặt những cái điểm, và những cái điểm đó nó chứa cái dữ liệu. Thứ nhất là dữ liệu mà anh còn đưa cái dữ liệu gì vô cái đối tượng á, là mình sẽ điền đầy cái đó, toàn bộ điền đầy được, cộng với thêm á là đặt cái sensor tại cái đối tượng đó. Ví dụ như cái trụ điện thì mình một cái đèn chiếu sáng này họ đặt sensor ngay chỗ cái input của cái công suất nguồn đưa vào, thì khi đó mình chỉ cần mở cái web lên thôi, mình click vô cái công viên đó là nó ra được bao nhiêu điểm chiếu sáng, thì mình click vô đó nó sẽ, thứ nhất là toàn bộ cái thông tin hoàn công là mình đã gõ input ngay tại vị trí đó rồi. Thứ hai là nó real time được cái dữ liệu về, có nghĩa là anh sẽ đọc được ở trong 30 ngày gần nhất là nó tiêu thụ được bao nhiêu điện, có xảy ra bao nhiêu sự cố error thì nó trả về luôn. Rồi cái thứ hai hay là những cái bãi gửi xe ở quận 7, ở bên phía chủ từ quận 7 á, thì có những cái bãi gửi xe lớn họ cũng áp dụng công nghệ này, họ scan 3D xong rồi họ gắn những cái điểm thông tin, mình chỉ click vô điểm thông tin đó thôi, nó tự động nó đọc cái dữ liệu từ cái camera đó về và toàn bộ thông tin chứa trong đó hết. Thì cái công nghệ này em thấy là nó đã bắt đầu được sử dụng ở Việt Nam rồi, thành ra là cái chuyện mà nó tích hợp hai cái mô hình này vào một đó, em nghĩ là nó khả thi. Hay là như bữa trước em có trình bày về bên phía cái Autodesk Fox mà bên hãng Vinci, cái case study của Autodesk họ trình bày á, thì bên phía Vinci á họ cũng làm cái điều tương tự như vậy. Đó là thứ nhất là mô hình á mình làm bằng Revit và mình điền thông tin nó vào, sau đó mình dùng cái Fox mình đọc cái dữ liệu đó lên trên web, rồi sau đó họ kết nối những cái element á, họ gắn những cái cổng dữ liệu gắn giữa element và cái sensor ngoài đời thực tế. Khi đó anh click vô mô hình là vừa có thông tin của những cái thông tin mình điền, những thông tin hoàn công, vừa có cái dữ liệu real time đó, nó trả về trực tiếp từ thì cái bài toán này là về mặt kỹ thuật hiện tại là hoàn toàn được, chỉ là cái số lượng đơn vị đầu tư đó, họ chưa có nhiều. Rồi cảm ơn Thuần. Đúng là cái hôm có một hôm ở bên tổng hội xây dựng thì anh cũng có xem cái demo đấy ở bên chỗ anh Hào rồi, thì anh sẽ có thể là sẽ trao đổi với anh Hào để xem là có thể demo lại tại một cái buổi talk show sắp tới được không.
Thì vừa rồi mọi người trao đổi rất là sôi nổi về cái phần FM, nhưng mà là hôm nay trao đổi bàn tròn thoải mái, nhưng mà chắc là chúng ta cũng sẽ phải là chuyển sang các cái phần khác. Như vậy là vừa rồi là nó liên quan cả về FM lẫn có một chút về laser scan, thì đều thấy là mọi người rất là quan tâm và sôi nổi, và đặc biệt là laser scan hiện tại thì ở bên chỗ chị Thư cũng như là bên Focus là đang triển khai rất là nhiều. Hy vọng sẽ có một cái buổi chia sẻ để mọi người có thể thấy được là trong Beamlab cũng như là Pocos thì đang triển khai các cái dự án như thế nào, được không ạ? Chắc là đặt hàng luôn chỗ bên chỗ chị Thư và Pocos host một cái sự kiện, được không chị? Ok anh Bình ơi, chắc là mình sẽ trao đổi thêm với anh Bình ha, để mình tổ chức giới thiệu đến mọi người trong diễn đàn ha anh Bình ha. Dạ vâng, cảm ơn chị Thư. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuyển sang một cái nội dung khác, nó liên quan đến đến những cái beam use khác, cũng vẫn là câu hỏi ở trong cái session 2 của anh Hồng. Nó có là quy trình các bước thực hiện beam qua khâu từ báo cáo nghiên cứu khả thi cho đến quản lý vận hành, thì cái này thì em chắc là đề nghị anh Hùng chia sẻ một chút nhanh gọn về cái xem làm thế nào để xây dựng cái quy trình tổng quan, tại vì giống như là cái hôm mà thăm dự án Viettel thì anh Hùng cũng có nói là các cái quy trình triển khai tại dự án thì cũng rất giống các cái quy trình triển khai ở Mỹ chẳng hạn, mà trong khi là có cái trong cái phần mà hướng dẫn BIM tại Mỹ cũng như là các cái phần về BIM Execution Plan, GIT các thứ, thì em thấy là họ đặt rất là trọng tâm vào cái việc là viết các cái process ra, ví dụ như là input, output, rồi cái process như thế nào, thì liệu liệu trong cái cuốn về Project Execution Planning Guide thì nó có những cái quy trình này, thì trong cái lúc quay lại cái câu hỏi này thì liệu là có thể là học hỏi tham khảo từ những cái quy trình đấy, xong rồi là áp vào dự án, thì cái việc áp đấy nó có nhanh chóng không ạ, hay là phải điều chỉnh nhiều không ạ? Thì em nghĩ là câu hỏi đấy thì trao đổi câu hỏi này thì trao đổi theo cái hướng đấy thì nó sẽ em nghĩ là nó sẽ dễ hơn. Anh Hùng thấy thế nào ạ? Ok. Về thực tiễn ở bên này chắc Dương cũng có thể bổ sung thêm. Thì anh thấy là không có quá nặng nề về lập ra các cái quy trình chi tiết và yêu cầu các cái bên trong dự án phải thực hiện và tuân thủ đâu. Mà đa phần là chủ đầu tư có thể đưa ra một cái gọi là cái BIM requirement, và thông thường là nó cũng rất là tổng quan thôi. Người ta chỉ nói rằng là người ta muốn áp dụng BIM vào cái dự án của mình như thế nào. Nó tương đương với cái employer information requirement gì đấy ở bên UK ấy, ở bên Anh, nhưng mà nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó đơn giản hóa rất là nhiều. Và sau đó thì là các bên, ví dụ như là bên tư vấn thiết kế, rồi là bên nhà thầu là mới lập một cái gọi là cái BIM Execution Plan dựa trên các cái yêu cầu mà chủ đầu tư đưa ra đó. Thì các cái BIM Execution Plan giai đoạn thiết kế và cái kế hoạch thực hiện BIM ấy, giai đoạn thiết kế và giai đoạn xây dựng thi công, thì nó cũng không quá đi về chi tiết là các cái quy trình, các cái trình tự từng bước, mà chủ yếu là nó đưa ra cái khuôn khổ để các bên phối hợp hiệu quả với nhau. Và thông thường nó sẽ tùy thuộc vào các cái bên nào cụ thể trong cái dự án đấy đã có kinh nghiệm về các cái workflow, các cái giải pháp như thế nào, sẽ ngồi lại với nhau để mà định hình ra các cái workflow và giải pháp cho dự án của mình. Thì cái cách tiếp cận của nó thì nó thiên về cái hướng gọi là collaborative, là cái hướng hợp tác và phối hợp với nhau nhiều hơn là chỉ đạo từ trên xuống, là đưa ra các quy trình cứng và yêu cầu các bên phải tuân thủ. Đấy.
Thì cũng vì cái lý do đấy, cho nên là nếu mà bảo là cung cấp các quy trình chi tiết thì ở bên Hoa Kỳ rất khó để lôi các cái quy trình chi tiết và hệ thống hóa từ các bước khác nhau để có thể cung cấp cho các bên được. Mà thông thường là nó theo đặc thù của dự án, mỗi một cái dự án có đặc thù riêng, thì cái nhóm dự án đấy lại đưa ra những quy trình riêng nó phù hợp với cái dự án đấy. Cho nên là cách tiếp cận của các chủ đầu tư khác nhau nó sẽ khác nhau, cách tiếp cận của các tư vấn thiết kế khác nhau nó sẽ khác nhau, cách tiếp cận của các nhà thầu khác nhau nó cũng sẽ khác nhau. Thì cái này nó hơi trái ngược so với cái xu hướng của ví dụ như bên Anh chẳng hạn, thì hay có những quy trình nó tiêu chuẩn và nó rất là chặt chẽ, rất là chi tiết từ trên xuống. Hoặc là Việt Nam thì như là cũng theo cái xu hướng như thế. Nhưng mà Dương có thể bổ sung là theo anh bây giờ mà nếu mà muốn tập hợp lại một bộ quy trình chuẩn ở Hoa Kỳ thì anh nghĩ là hơi khó và không kiếm đâu ra. Ngay cả là các cái bộ BIM Execution Plan của bên Penn State hay là của các cái GSA các thứ chẳng hạn, thì người ta cũng viết rất là tổng quan thôi, và tổng quan một cách có chủ ý để mà thúc đẩy cái sự sáng tạo cũng như là thúc đẩy cái việc mà phối hợp giữa các bên và thúc đẩy cái sự chủ động của tư vấn thiết kế và chủ động của nhà thầu. Thì đấy là cũng do cái đặc điểm ngành nghề riêng của bên Hoa Kỳ và cái đặc điểm về nó tương đối là mở và ít chặt chẽ về về kiểm soát các yếu tố đổi mới sáng tạo ở bên Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Hùng. Không biết Dương có bổ sung gì không ạ? Dạ. Anh Hùng nói khá là đúng đó. Thì đúng là mỗi dự án khi mà mình lên thì cũng nhiều bên họp lại với nhau, thì cũng có những cái giống như mỗi công ty, thực ra mỗi công ty họ cũng có những cái khuôn khổ khuyến khích mỗi nhóm nên theo cái đó, giống như DPR cũng có những cái khuôn khổ như vậy, nhưng mà nó cũng rất là linh hoạt cho mỗi dự án, bởi vì thực ra mỗi dự án giống như bên DPR làm nó cũng rất là khác nhau anh. Về mặt y tế thì cái sự ưu tiên về mặt thiết kế cũng như là tiến độ thiết kế cũng như thi công nó cũng rất là khác nhau, nên là mỗi dự án phải tự điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn, và cũng tùy chủ đầu tư luôn. Nên là cái ứng dụng về cái việc này á, nó không chỉ có một cái yếu tố quy trình mà cũng có yếu tố con người trong đó nữa, và cũng có cái yếu tố công cụ của mỗi bên nữa, nên là mình phải xem xét cả và tất cả các yếu tố đó cho mỗi dự án và tự điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Rồi, cảm ơn Dương. Không biết anh Long có bổ sung gì về cái phần quy trình này không anh? Quy trình thì UK thì nó có luật rồi đó, có BIM level 2 đó, cái thế mà cái tích 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 vô thôi. Đơn giản, tức là nhưng mà đến có thể là ở Mỹ thì nó có thể theo kiểu là cái tất cả các business trở thành bình thường rồi, nên nó không có, nên những cái quy trình đó nó gọi là nó thẩm thấu vô công việc hàng ngày nên nhiều khi không thấy thôi. Còn còn ở UK thì nó là đúng đúng luật, thì tức là nó lượng hóa được cái công việc làm BIM, tức là thì nó cũng là cái quy trình bình thường, công việc triển khai dự án bình thường thôi, nhưng mà đó thì nó có sẵn các cái, nó sẽ có thêm các cái điều khoản, có các cái lượng hóa, các cái yêu cầu, xong tích 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 vô xong rồi cứ thế mà làm thôi. Nó đâu có xa đâu, ví dụ như mấy cái ví dụ mà mình dịch hoặc là cái ISO 19650 này nọ thì đó tương quy trình nằm trong đó thôi. Thì được. Còn cái bộ công cụ để triển khai thì yêu cầu xử lý thông tin rồi BEP rồi tất cả các thứ điều tra năng lực này nọ thì nó có hết, nó chính xác là nó giống như cái bộ mà mình dịch cái ví dụ ở chỗ thư viện BIM đúng không anh? Đúng rồi, thì có từng nơi, nó có từng thủ tục để triển khai thôi. Hay là cái trong cái hướng thì nó, hay là trong cái hướng dẫn mà trước của viện làm thì nó cũng theo các thứ đó thôi. Nhiều khi mọi người có thể tìm tìm kiếm nó hơi xa hoặc là cái gì nó quá xa vời, nhưng mà thực ra nó có sẵn trước mặt rồi, chỉ cần áp dụng vào công việc hàng ngày thôi. Vâng. Đấy, Long cũng có cái ý kiến rất là đúng đấy Long. Nghĩa là gần như bây giờ nhiều dự án ở bên bên này làm ấy, mặc dù là làm BIM
yêu cầu phải phối hợp giữa các cái hệ thống kỹ thuật công trình, nhưng mà dự án không có BIM execution plan luôn, có nghĩa là không cần phải chính thống lập ra một cái kế hoạch thực hiện BIM, bởi vì là bên thiết kế thì cũng biết cách làm rồi, bên các nhà thầu phụ cũng biết cách làm rồi, nhà thầu chính cũng biết cách làm rồi. Khi mà bảo là cần phối hợp cái là cứ thế, các bước, các trình tự như thế, cách tổ chức như thế, cứ thế mà làm, cũng không cần phải đưa ra cái kế hoạch thực hiện BIM làm gì. Bởi vì là đưa ra thì sẽ có người phải ngồi lập, người lập ra thì chi phí đấy sẽ làm đội chi phí của dự án, nên là nếu mà tiết kiệm được cái gì thôi bỏ luôn, đã làm quen rồi thôi khỏi cần. Đúng rồi, thì đó tức cuối là cùng đi đã vào thành cuộc sống ấy, đi vào cuộc sống ấy. Đúng rồi, đúng rồi, giống như là thành business as usual, nó tức là nó trở thành công việc bình thường rồi, đâu có đòi hỏi gì khác đâu, tức là không làm thế cũng đâu biết làm cái kiểu khác đâu. Đúng rồi. Đâu có lựa giống chọn như như đó trước tức... đây giống như trước đây hồi mà AutoCAD còn mới ấy, thì thường sẽ phải có CAD manager rồi sẽ có CAD standard, nhưng mà sau cái dự án làm quen rồi đâu cần phải CAD manager, đâu cần phải CAD standard đâu, tất cả các đúng bên rồi. Đều là như thế. Đúng thì rồi. Về lâu về dài thì mình nghĩ là cái xu hướng này nó cũng là xu hướng chung thôi. Mỹ có thể đi trước một thời gian, nhưng mà về lâu về dài là Việt Nam thì cũng sẽ giống như thế. Ngay cả bây giờ các cái nhân sự mà bố trí làm việc toàn phần về BIM cho các dự án ấy, nó càng ngày càng giảm đi rất là nhiều. Trước đây thì các doanh nghiệp còn có một cái gọi là cái VDC department hoặc là phòng BIM, nhưng mà rất nhiều các cái nhà thầu hoặc là doanh nghiệp bây giờ là bỏ cái phòng BIM đấy đi rồi, và thay vì là đào tạo và tuyển dụng những người làm BIM 100% thì chỉ cần giữ lại một hai người thật là cứng và đào tạo cán bộ dự án thông thường, ví dụ như đào tạo kỹ sư dự án, đào tạo những người làm quản lý dự án để người ta có các cái khả năng năng lực làm điều phối BIM rồi làm các công việc về BIM. Còn lại những người mà 100% được tuyển dụng để làm về BIM ấy thì chủ yếu là để mà lựa chọn công nghệ, thiết lập quy trình đào tạo và chuyển giao, và chủ yếu là để tập trung vào các công việc liên quan đến đổi mới sáng tạo. Còn tất cả những công việc thực tiễn làm về BIM thì là những người trong dự án nó càng ngày càng đảm trách nhiều hơn. Thì đấy cũng là cái xu hướng mà mình nghĩ là ví dụ Việt Nam cũng cần phải tính đến. Bây giờ mà các doanh nghiệp mà cứ khuyên các doanh nghiệp đi mở một phòng BIM thì sau này là sẽ phải thay đổi, và nhiều khi cái sự thay đổi nó rất là nhanh và dẫn đến một số những người mà chỉ có đào tạo và chỉ biết làm về BIM lại sau lại không biết làm gì khác nữa, không biết bố trí vào đâu. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là tức là mình biết là xu hướng nó đi như vậy, nhưng mà có khi là nhiều khi là cũng không tránh được, tại vì là nếu mà trong tình hình bây giờ mà ở một doanh nghiệp khi mà cái sức ép về phía công việc theo truyền thống nó rất là lớn, nếu mà không có một cái tức là hướng nào thì cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng, có lẽ là từng doanh nghiệp thì nó phải có cái bước đi cho phù hợp, mà giống như mọi người nói về cái chiến lược triển khai là cái chiến lược về chuyển đổi nó như thế nào đấy. Vì là nếu mà không có bộ phận chuyên trách thì dẫn đến là cái việc là mọi người không biết bắt đầu làm từ đâu và theo cái hướng như thế nào. Còn nếu mà không, có đúng, bộ đúng. phận chuyên trách lớn quá thì nó cũng sẽ gặp cái vướng mắc về cái chuyển đổi sau này, tức là khi mà nó đã thẩm thấu hết vào doanh nghiệp rồi thì tự nhiên là lúc đấy là nó sẽ phải có những cái thay đổi. Đúng rồi, miễn là mình nhìn được cái định hướng của tương lai thôi, là tương lai nó đi về đâu thì là doanh nghiệp sẽ có cái chiến lược nó phù hợp. Mặc dù là vẫn lập ra cái phòng BIM và để cho nhân sự chuyên trách, nhưng mà nếu mà có cái định hướng đúng thì sẽ là chuyển toàn bộ các nhân sự đấy dần về các dự án và sẽ đảm trách chủ yếu là các dự án, và cũng không nhất thiết phải là đầu tư quá nhiều cho cái đội ngũ 100% làm BIM, mà có thể chuyển giao dần và đào tạo song song với là đào tạo các cán bộ hiện có của dự án để người ta đảm trách các phần về BIM. Dạ vâng, rồi cảm ơn. Alo, cho em xin đóng góp một số ý kiến ạ.
Thì như lúc nãy giờ em nghe Khanh trao đổi về cái chuyện là cái PHP, cái BMS Execution Plan đó, thì hầu như là cái khoảng thời gian em làm ở cái công ty công của lớn của Việt Nam có thể nói là tiếp xúc với lại một số cái nhà thầu mà có thể nói là lớn nhất trên thế giới, ví dụ như là ASICOM là một, Vinci hay là John Holland của Australia, hay là Takanaka của Nhật, hay là Obayashi, thì hầu như 100% dự án mà áp dụng BIM bắt buộc phải có. Vì sao? Vì cái nếu như mình không có một cái guide, những cái rule để follow theo á, thì hầu như là mỗi bạn chạy kiểu, em nói đơn giản cái chuyện mà naming convention, mà nếu như mà không có cái PHP đó là hầu như là mỗi anh đặt một kiểu là sau này quản lý rất là đuối. Mình đang đặt cái câu chuyện ở đây là mỗi ví dụ như một cái dự án đi, họ chủ tư ở Việt Nam, tư vấn thiết kế của tư vấn thiết kế kết cấu của Anh, tư vấn kiến trúc của Singapore, rồi nhà thầu thi công của Nhật, thì ba đơn vị ba khác nhau, ba trường phái khác nhau, ba đất nước khác nhau, thì mình phải có những cái mà mình thống nhất chung giữa các đơn vị để mình quản lý lại. Chứ còn mỗi mỗi bên chạy một kiểu là coi như là nó không đi vào đâu hết. Hay là những cái ví dụ cái coordinate system, cái hệ thống về hệ trục tọa độ chung của công trình đó, bây giờ mình nếu mà không có những cái PAP nó không có đưa ra và như vậy, mỗi bên một cái là quản lý rất là khó khăn. Cái hai nữa là những cái về chuyện mà phối hợp, thì ví dụ như là phối hợp bây giờ phải chốt được cái tolerances, cái mà khoảng cách mà tính giao và chạm với các đối tượng, để làm sao mà trong mỗi quá trình mình kiểm soát được cái xung đột. Thì nếu mà không có những cái đó là hầu như là không thể nào mà mình triển khai mà nó có thể là smooth được hết á. Thì thành ra cái kinh nghiệm mà làm trước đây, cách đây khoảng chừng 3 năm thì em đã làm những cái nhà thầu lớn như vậy, là thì em thấy hầu như bắt buộc là phải có PP hết, thì có đó là chắc chắn là phải có để chạy dự án. Còn nếu không có là hầu như là dự án đó, đa phần cái dự án mà không có để chạy nó sẽ rất là khó ở cái chuyện mà thống nhất giữa các bên. Cái hai nữa là cái phần mà em thấy là cái phần mà triển khai ở Việt Nam bắt buộc là phải có một cái bộ phận chuyên trách như vậy, tại vì hiện tại đang là buổi giao thời để mà tất cả mọi người mà đùng một cái chuyện qua cũng hơi khó, đúng như anh Bình nói. Và một số cái mà ví dụ ở các công ty nước ngoài á, vì sao họ cái phòng BIM họ rất ít người, phòng BIM của các công ty lớn, nhà thầu lớn á, ở nước ngoài họ rất ít người, vì cái công việc đó nó được chuyển qua các nước outsource như Việt Nam, Philippines hay Myanmar là chính. Thì thành ra là cái công việc còn lại của họ là quản lý chứ không phải là tạo lập mô hình. Chứ bản thân cái công việc tạo lập mô hình em thấy là đến bây giờ vẫn chưa thấy một cái nào mà có nghĩa là nếu như dự án chạy danh kép này, hoặc là mình chuyển qua chạy danh BIM mà cái khối lượng công việc nó sẽ tăng lên khá là lớn. Những cái công việc coordinate trước đây là mình hầu như là danh kép không thể nào là handle hết được. Handle những cái classes mình không thể nào thấy được hết được. Thì ứng dụng mô hình BIM là kết hợp giữa các phần mềm với nhau, mình sử dụng phần mềm để file down hết tất cả những cái đó, thì nó ra một cái khối lượng mà anh phải làm rất là lớn. Và thường đó, các công ty nước ngoài họ sẽ đẩy cái khối lượng này về những cái công ty outsource ở Việt Nam nhận để làm gia công là chính, chứ bản thân họ cũng không đủ nguồn lực để chạy những cái phần lớn như vậy, ngay cả những hoặc là cái cách mà để họ tiết kiệm về mặt kinh tế. Ví dụ như là bên những cái nhà thầu em thấy là ASICOM là hầu như là đẩy về châu Á làm rất là nhiều. ASICOM là rồi bên Vinci họ đẩy về châu Á làm cũng rất rất là nhiều. Thì đó là cái ý kiến chung của em về cái chuyện mà triển khai mô hình BIM, cũng như là triển khai những cái bộ phận BIM ở Việt Nam, thì nó nên đi theo những cái bước rồi. Chứ còn bây giờ mà để mà nó được coi như là thẩm thấu vào công việc và cuộc sống của tất cả những cái công ty ở Việt Nam, nó phải mất đến, em nghĩ là cũng vài thế hệ đào tạo, nó đến chừng nào mà sinh viên khi mà ra trường mà họ biết hết tất cả mọi thứ, thì lúc đó là cái đó nó mới trở thành bình thường. Còn bây giờ là nó vẫn, em nghĩ là nên nên có những bước như vậy. Rồi, cảm ơn Thuần. Thực ra là thời gian thì đã hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái phần trao đổi về những cái sự kiện nên được triển khai sắp tới, thì em xin phép là để chắc là sẽ quá giờ, nhưng mà quá giờ một chút thôi, thì không biết là mọi người có ngồi lại một chút không ạ? Thì cái phần câu hỏi cuối cùng mà em muốn trao đổi trước khi mà chuyển sang cái phần trao đổi về xem là định hướng những cái nội dung sắp tới nên trình bày về những cái gì ấy, thì mọi người xem giúp là ở đây nó có một câu hỏi về CDE, xem là sử dụng môi trường CDE ở Việt Nam sao cho hiệu quả nhất khi mà năng lực của các bên còn yếu, và xem là với cái thông tin mà Biên vừa cung cấp lúc nãy thì là
ví dụ hài hòa có thể xây dựng đến một cái môi trường CDE phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thì tức là cái hướng đi thì theo các anh thì nên như thế nào? Tức là có hai cái câu hỏi, là một là sử dụng CDE ở Việt Nam thì nên sử dụng thế nào cho nó hiệu quả nhất, và cái câu hỏi thứ hai là cái hướng đi thì nên như thế nào, một cái hệ thống hoàn toàn là ở trong nước và rộng rãi nhất có thể, hay là các cái hệ thống của nước ngoài. Cái câu hỏi này thì được đặt trong cái session của anh Long, cho nên là em mời anh Long trả lời trước ạ. Bên bên hài hòa ví dụ như ra sản phẩm thì bán một cao khoảng bao nhiêu bên nghiên cứu thị trường này nọ chưa? Alo. Ừ. Hiện tại nếu mà theo dự định là nó đang một account của nó là đang chỉ khoảng có 3 đô một tháng. 3 đô một tháng. Là giống như là mọi người dùng dùng Google hay là dùng SharePoint hiện tại đúng không? Office 365 hiện tại thì nếu như có SharePoint này nọ thì cũng khoảng 4 đô. Tầm đấy. Thì bên em mà 3 đô thì có khi cũng hơi cao đó hả? Tức là phải giảm xuống nữa đúng không? Giảm nữa. Để cạnh tranh với lại Autodesk, với lại cạnh tranh với lại SharePoint này nọ. Không, thì thực giá, ra giá thế so với Autodesk là đã khác rất nhiều rồi mày. anh thử tính giá của Doc mà là trên một năm là đã bao tiền rồi? Một năm của Doc là nhiêu? 900 à hay nhiêu? Năm của Doc là hiện tại là around khoảng mua một pack, tại bình thường tụi em bán là bán một pack không à, pack là 5-10 cao đấy, thì 10 cao thì ở rao khoảng tầm 60, giờ là ở rao khoảng 60 cái đó anh, 60 một user đúng không, hay 60, là 60 tầm 10 cao anh, một năm 60 triệu cái gì à, dạ thì giá, ủa nếu mà giá hồi hòa vậy là quá tốt rồi đó. Giờ sử dụng sample anh có gửi cho chênh đến 10 lần rồi. Giá thấp hơn đến 10 lần. Thì đúng rồi, thì tức là cái thị trường đó là thị trường cực kỳ mở, tức là vâng, thị trường cực kỳ mở luôn, cực kỳ tiềm năng luôn. Vì nếu mà thực ra xét ra các giải pháp CD bây giờ thì cũng chỉ có của Autodesk với mấy giải pháp anh trình bày hôm trước là nó tương đối là phổ biến một chút, nhưng mà cái giải pháp anh trình bày thì nó giá nó thuộc dạng là Việt Nam là em nghĩ là khó tiếp cận với các cái giá như kiểu của SharePoint của For Project các thứ thì là khó. Autodesk thì nó có thể nó gần hơn một chút. Bây giờ mình muốn có giải pháp mà nó gần hơn chút nữa. Như hôm nọ em cũng hỏi Thuần là nếu mà với cái giá ấy, thực tế là với các công ty tư vấn ở Việt Nam mà áp dụng thì em nghĩ là chi phí nó khó có thể tiếp cận được. Thực ra thì ví dụ như bên này nói là giá nó đắt hoặc giá nó rẻ, nhưng mà nếu như nhìn tổng thể, tức là ví dụ như nó đưa vô chi phí thì cái tiền thuế nó giảm đi rất là nhiều. Thì cuối cùng cái đấy nó giống như là ví dụ như không tiêu vô cái đấy thì thuế nó cũng sẽ lấy một phần biên nhiêu. Nên cái đấy ví dụ như nó mua vô thì nó tăng cái chi phí lên thì cuối cùng thì nó lại giảm thuế xuống này nọ. Thì cuối cùng nó nhiều những cái đó nó không, những cái đó nhiều khi nó cũng không, cái giá thành dĩ nhiên nó phải kể tới, nhưng mà nó cũng không thành một cái vấn đề lớn lắm cho các cái công ty bên này. Sao lại giảm thuế khi mà mua CD hả anh? Nó tính cái chi phí rồi. Tính cái chi phí rồi. Tăng chi phí. Trong chi phí. Tăng chi phí nên giảm thuế. Thì nhưng mà mình để mình nói là cái thực ra thì cái thị trường đó nó cực kỳ mở, và ví dụ như nhìn các cái ví dụ như For Project hoặc ASI này nọ, cứ một năm nó tăng trưởng hai mấy phần trăm cực kỳ kinh khủng, nên nó rất là tiềm năng. Thì mình vẫn nghĩ là nếu như mà ở Việt Nam mà các công ty có khả năng phát triển thì phát triển thôi. Cuối cùng cái đó mình bên Hài Hòa có cho sử dụng sample mẫu hay là cung cấp cho các anh em ở đây để sử dụng cho biết, hay là bữa nào anh demo để cho mọi người thấy được cái phần mềm của Việt Nam mình sẽ làm được như thế nào không? Chưa, hiện tại thì đang cho một số công ty tư vấn thiết kế ở Việt Nam test thử, ví dụ Inno, Inex hay là một số công ty có tham gia trong cái việc mà test giải pháp để
đấy, để thực hiện việc comment thôi chứ chưa cấp public. Thực ra ví dụ như nó rất là tiềm năng, với thêm nó cũng đâu có xưa lắm đâu. Ví dụ như ngay cả Autodesk thì đốc điếc này nọ nó cũng mới vài năm nay thôi mà. Tức là đúng rồi. Thành ra nó rất là tiềm năng và rất là, mà cuối cùng thì nó là cái gì, nó là cái số hóa thôi. Sau đấy biên có thể bán được rất là nhiều khách hàng, tức là bán để áp dụng cho từng dự án, hoặc là bán cho từng công ty để quản lý cơ sở dữ liệu của họ. Ví dụ như bán cho nhà trường của chị Xuân đó để quản lý toàn bộ cái tòa nhà đó, hoặc là bán cho các bên để thành lập để khi vận hành một dự án mua cái tài khoản bỏ vô xong rồi chạy dự án. Thực ra là mình làm mình cũng để cái là mình cải thiện được những cái mà cái nhu cầu Việt Nam nó đang có, như là ví dụ như là về cái việc mà khách hàng muốn làm sao để mà có thể sử dụng cái cơ sở dữ liệu đấy là trên cái cơ sở dữ liệu của khách hàng chứ không phải là của dùng của các cái hãng cung cấp, ví dụ như dùng của Amazon hay là một số hãng cung cấp, tức là cái nền tảng lưu trữ của nó là các công ty ở Việt Nam đấy, chứ không phải là đang lưu trữ ở các cái server ở nước ngoài liên quan đến vấn đề về bảo mật dữ liệu chẳng hạn. Thì những cái đó thì rõ ràng nếu mình dùng các giải pháp của nước ngoài là sẽ khó ở những cái vấn đề đó, đúng không? Nhưng Việt Nam thì mình có thể thực ra cái giải pháp nước ngoài thì nó cũng đâu có cần biết, nó thuê server khắp nơi mà, ví dụ như Amazon này nọ hoặc là Google này nọ nó cũng thuê server ở Việt Nam mà. Tức là cuối cùng cái vấn đề lưu trữ nó không còn là vấn đề nữa, nó chỉ là vấn đề phần mềm, cái nền tảng chạy trên các cái server thôi. Thực tế nó có chứ anh, ví dụ như hôm nọ lúc trong cái của Thuần người cũng hỏi về cái việc mà khi mà cơ sở dữ liệu mà nó lưu ở nước ngoài mà nó gặp phải các cái tình trạng về cái việc mà kết nối internet chẳng hạn. Thì cái cáp hay là mạng nó có vấn đề thì rõ ràng nếu mà các dữ liệu lưu ở Việt Nam thì mình xử lý nó sẽ dễ hơn. Thì ví dụ Google này nó cũng lưu server khắp nơi mà, đúng không? Thì nó cũng backup khắp nơi mà. Thì... Nhưng mà nó còn tùy vào chính sách của các nước về việc là đặt server, tôi biết các thứ hay là đặt dữ liệu ở đâu. Data center. Đấy, bây giờ đấy là câu chuyện nóng anh, ví dụ như nói đến Facebook chắc thứ chính cái việc họ không có văn phòng ở đây cũng là một vấn đề về mặt kiểm soát dữ liệu của họ, đúng không? Luật an ninh mạng hả? Đúng rồi, luật an ninh mạng ạ. Thì đúng rồi, nhưng mà mình thấy cái đấy cực kỳ là tiềm năng. Nó giống như là thực ra nói nếu nhìn nhìn tổng quát thì nó là số hóa cho các doanh nghiệp, số hóa cho nền kinh tế thôi. Thì thực ra nó cực kỳ tiềm năng. Cái vấn đề về bảo mật dữ liệu thực tế là có thể là chưa, các doanh nghiệp chưa nhìn nhận thấy nó thực sự là quan trọng, nhưng mà khi nó xảy ra vấn đề rồi thì mới thấy là nó nghiêm trọng mức độ như nào. Thực ra thì các doanh nghiệp nhỏ, các văn phòng tư vấn nhỏ như văn phòng mình 10, 20 người hoặc là các văn phòng khác bình thường thì ví dụ dùng cloud thì nó cái khi nó còn an toàn hơn là dùng hệ thống tự xây đấy chứ. Thực ra đúng rồi, tùy mỗi bên anh ạ. Thì ví dụ như nếu như bên mà mở rộng thị trường thì cũng đánh vô thị trường các công ty vừa và nhỏ, chứ đâu phải, thì dĩ nhiên có một số mà các cái doanh nghiệp quân sự này nọ thì nó là một vấn đề khác, nhưng mà cái thị trường phải 90-95% thì vẫn là các cái thị trường bình dân ở ngoài chứ, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì theo mình thấy thì hiện tại là ngay cả bên này các cái văn phòng nhỏ này nọ, các phần phòng nhỏ như mình này nọ thì cái hệ thống nó cũng thiếu, chứ không phải là hệ thống nó không phải là hệ thống có đâu. Thì may nhờ cái cloud nó tới như Google hoặc là SharePoint hoặc là thì nó tới nên nó giảm thiểu được cái vấn đề hạ tầng thông tin cơ sở, nó giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề là cơ sở hạ tầng thông tin đó chứ. Thì bên biên thì nếu như thành lập thì nó cũng theo hướng đó thôi, đúng không? Thì cái đấy nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề hạ tầng thông tin cho các cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ. Cực kỳ tiềm năng. Đối với mọi người thì em nghĩ là chắc chúng ta có thể dành một 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 phần thời gian còn lại để trao đổi về những cái nội dung mà theo mọi người nghĩ là nên được trình bày trong cái buổi sắp tới, để có thể là
rõ hơn. Thì trong cái lúc mà take note cũng như là mọi người trao đổi đấy, thì em có pick up một số cái chủ đề mà cũng sẽ có thể là khá là hay. Ví dụ như là cái phần CD trong trường đại học mà anh Long có đề cập đến này, rồi cái phần FM, mọi người đều thấy là cái phần những cái phần trao đổi về cái phần FM là rất là sôi nổi. Có thể có lẽ là chúng ta nên dành riêng một cái buổi gọi là chỉ nói về cái phần FM để có thể là làm rõ thêm cái thông tin ở đấy. Rồi cái case study mà Thuần nói tới về cái việc là asset management và BMS, ví dụ như là để quản lý năng lượng chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái nội dung khá là hay, và bây giờ một nhiều tòa nhà họ cũng hướng tới, tại vì là các cái xu hướng công trình xanh là một cái xu hướng cũng rất là lớn ở Việt Nam. Thế nhưng mà liệu công trình nó có xanh thực sự không, hoặc về ví dụ về mặt năng lượng, những cái tính toán mà trong cái giai đoạn thiết kế thi công, liệu trong cái giai đoạn quản lý vận hành nó có thực hiện được không, thì cái nội dung này em đã thấy có những cái trao đổi ở một cái sự kiện online ở bên phía nhóm kết cấu, thì mình cũng có thể là đào sâu thêm về về các cái case study hay là cái việc là liên quan đến đến cái quy trình BIM như thế nào. Liên quan đến cái câu hỏi về quy trình thì em Bình ơi, chúng ta có thể thấy liên quan đến BEM thì anh có thể liên hệ với cả cái chỗ mà hôm tổ chức cái event ở BEM ở VNCC, hôm đấy họ có một số cái bài tương đối hay về phần năng lượng, thì có thể họ chia sẻ trên cái hội thảo online của mình cũng được nhá. Ok, sẽ liên lạc với lại bên đấy xem như nào. Về cái quy trình thì chúng ta đều biết là cái phần BEP vậy, gọi là yêu cầu thông tin của chủ đầu tư, thì mặc dù là cũng có rất nhiều các tài liệu hướng dẫn rồi, nhưng mà cái câu chuyện là áp vào case study cụ thể như thế nào thì có thể là nó vẫn cần thiết. Hoặc là câu chuyện về laser scan, câu chuyện này thì đã trao đổi với lại Dương rồi, và hôm nay thì cũng trao đổi thêm với chỗ bên BIMLAB Xqua, và chúng ta có thể là trong cái thời gian tới thì sẽ tổ chức các cái cuộc họp riêng để chuẩn bị cho cái việc đấy, xem là nên trình bày như thế nào. Không biết là mọi người có thấy là có cái nội dung nào cần thiết để trình bày rõ thêm ngoài những cái nội dung này không ạ? Không thấy phía bên mình không mời được một số doanh nghiệp của Việt Nam vô trình bày về cái gì anh, ví dụ một số case study người ta áp dụng đó, ví dụ như một số hệ thống, các hệ thống ở Việt Nam đang sử dụng này nọ đó, thì hệ thống Việt Nam đang sử dụng tức là như thế nào anh? Ví dụ như bảo Hòa Bình hoặc Coticon có phòng BIM, hoặc là đúng không? Hòa Bình, Coticon có phòng BIM thì xem thử coi cái cách tổ chức họ. Tức là cách case study tại một số doanh nghiệp hoặc là dự án. Đúng không ạ? Case study tại một số doanh nghiệp. Doanh nghiệp, dự án. Thì thực ra là về dự án thì em cũng có trao đổi với lại một số bên rồi. Thế nhưng mà thường là những cái dự án mà đặc biệt là dự án thí điểm thì cũng khá là ngại để chia sẻ. Em sẽ làm việc thêm với một số bên khác để xem là có thể chia sẻ case study được không. Rồi em sẽ take note cái đấy, tức là xem là ở Việt Nam doanh nghiệp và dự án thì họ đang triển khai như thế nào. Có ai còn ý kiến gì nữa không ạ? Với cả đấy, mấy cả các công ty về chủ đầu tư, ví dụ như kiểu là chỗ chỗ gì nhỉ, chỗ gì mà có cái bộ bộ phép ấy nhỉ, chỗ của Hồng Kông ấy nhỉ, bộ gì của Hồng Kông, chủ đầu tư gì của Hồng Kông ấy nhỉ, trong miền Nam ấy nhỉ, Alpha King hả anh? Với Alpha King này, rồi là như anh Long vừa nói là Hòa Bình, Coticon, rồi tư vấn, thì
tư vấn hiện tại mà đang làm mạnh như kiểu là Inno hay là Kiến Trúc Việt thì đều có thể, nghĩ là họ cũng sẵn sàng chia sẻ mà. Rồi, cái sẵn sàng chia sẻ thì phải trao đổi đã biết ạ, không assume được sớm quá. Cái đấy thì chắc chắn là trong giai đoạn tới bọn em sẽ cố gắng đẩy mạnh những cái đấy để xem là mọi người trong các cái sự kiện cũng nói rất nhiều về cái này rồi, thì trong giai đoạn sắp tới thì sẽ có cái đấy. Ví dụ như là đã có một sự kiện lên lịch trong tháng 6 về kinh nghiệm tại một số cái dự án, thì bên Turner Việt Nam sẽ trình bày cái đó, tập trung cho cái giai đoạn thi công. Thì đấy là một cái sự kiện chắc chắn là sẽ ghi nhận về cái ý kiến là kinh nghiệm tại Việt Nam. Mọi người còn ý kiến gì nữa không ạ? Anh Minh ơi, có nhờ được anh xong chia sẻ về ứng dụng BIM để từ giai đoạn thiết kế thi công để đạt được cái chứng chỉ công trình xanh không anh? Cái dự án pilot project Greenfield 686 ấy ạ. Cái đấy là của bên ACSC đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Cái này anh Song quản lý. Ok, anh sẽ trao đổi với Song xem sao. Nhưng mà Song nó còn tùy thuộc vào cái quy định bảo mật của dự án nữa cơ. ACSC là cái ở Vũng Tàu đấy à? Ở Sài Gòn anh ạ. Không, ở Sài Gòn. Nó là một cái nhà xưởng Đài Loan. Không phải nhà xưởng anh, cái dự án, cái pilot project, cái Greenfield 686 anh. Mới nhận đầu năm đây. À thế à? Để anh xem. Mọi người có ý kiến gì nữa không ạ? Vừa nãy thì đã thấy bên chỗ Đức, bên CDC Đà Nẵng nói là có thể là chia sẻ về cái dự án Bệnh viện Cần Thơ rồi. Như vậy là chúng ta có thể có cái case study tại Việt Nam. Như vậy là em sẽ bổ sung thêm là cái case study tại Việt Nam, cũng như là cái BEM và công trình xanh. Không biết là mọi người ở đây còn có cái ý kiến nào nữa về những cái nội dung nên được trình bày trong các buổi sắp tới không ạ? Có một anh là NDC, là quy trình lập BEP cho từng loại contract, tức là chắc là từng loại dự án, ví dụ là design bid build hay là design build đúng không ạ? Không biết là anh có thể là mở mic để chia sẻ rõ hơn về cái ý tưởng của anh được không ạ? Về cái việc là BEP cho từng loại dự án kiểu như vậy thì không biết là nó có khác nhau không ạ? Anh Hùng hoặc là các anh cho ý kiến xem là ví dụ BEP cho dự án design build hay là design build hay là kể cả IPD thì nó có cái quy trình lập BEP nó có khác nhiều không ạ? Theo anh biết thì nó khác, đặc biệt là từ các cái hình thức mà tích hợp cao hơn so với các hình thức mà tích hợp thấp hơn ấy, thì nó khác biệt rất là nhiều. Ví dụ như IPD thì rất là khác so với design build. Nếu mà các dự án mà design build thì phải lập BEP nó chặt chẽ rất là nhiều, bởi vì các cái nhà thầu sẽ dựa trên các cái thông tin mà đưa ra các yêu cầu về làm BIM rồi các yêu cầu trong BEP để mà có thể chào giá, nên họ sẽ phải biết một cách rất chính xác là họ phải cần làm gì, họ có những yêu cầu phải làm gì, phải đáp ứng những cái vấn đề gì, để họ sắp xếp và bố trí nhân sự để họ làm. Còn ở các dự án ví dụ như design build hoặc là IPD thì họ sẽ ít chặt chẽ hơn, và chủ yếu là họ sẽ đưa ra các cái
yêu cầu chung đối với toàn thể cái team dự án đấy là cần phải làm những gì, và cái team dự án đấy sẽ ngồi với nhau để xác định ra các cái việc cần làm và đưa ra các quy trình cần làm, thì nó sẽ lỏng lẻo hơn một chút với các dự án MyPD và nó chặt chẽ hơn so với dự án mà design viết build. Dạ, dạ vâng. Nhưng mà về khuôn khổ hoặc là về các cái thành phần chung ấy, thì các cái một cái sườn của một cái bếp thì nó giống hệt nhau thôi. Chỉ có điều là khi mà đưa ra cái yêu cầu về BIM thì các cái loại hình dự án khác nhau thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Hùng. Ở đây có anh Dương có thêm một ý kiến là một cái buổi về tiêu chuẩn ISO 19650. Mọi người còn còn ý kiến gì bổ sung về những cái nội dung mà nên được trình bày trong các buổi sắp tới không ạ? Alo anh Bình ơi, nếu được thì mình tìm có một đơn vị nào là case study về mô hình khối lượng được mà, tại vì em thấy cái phần này nó khá là hot nó thời điểm hiện tại, nghĩa là làm sao để những cái có thể họ làm một cái case study nào đó và một cái dự án mà đã thành công trong việc bóc tách được phần lớn khối lượng để đưa ra cho PQ để làm phục vụ tender đấu thầu. Em thấy cái này nó khá là hot. Bên Hòa Bình có vẻ làm cái đấy khá là mạnh đúng không? Tức là các bên em đều thấy là các nhà thầu lớn đều hướng đến cái này. Còn cái việc là họ demo một cái gọi là từ đầu đến cuối như thế nào thì sẽ phải thảo luận cụ thể xem là họ có thể demo đến đến mức như thế nào. Chứ còn trước thì tại cái hội thảo trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã mời, hồi đấy là mời anh Khoa bên bên PC One chia sẻ về cái hệ thống mà anh ấy sử dụng để quản lý các cái khối lượng trong phục vụ cho đúng giai đoạn tender đấy. Nhưng mà cái hệ thống đấy thì nó khác với những cái gì tức là nhiều đơn vị có thể là sử dụng các cái hệ thống khác nhau. Thì cái việc là áp dụng BIM cho cái phần bóc tách khối lượng phục vụ đấu thầu đấy thì cái này thì có thể là sẽ phải nhờ một cái bên tư vấn BIM hoặc là bên nhà thầu nào đó trình bày một cái case study cụ thể xem là cái cách họ làm và cái cách xử lý như thế nào thì nó mới có lẽ là mới thỏa mãn được hết mọi người. Nhưng mà cũng phải xem là họ có thể chia sẻ đến đâu. Bình ơi, chị thấy anh Khoa đó, công ty của anh Khoa cái này rất là ok. Nhưng mà sao mà nói chung là để mà có được cái thông tin đó thì cả vấn đề. Đúng rồi chị. Nhưng mà tức là bên đấy họ có một cái tài nguyên về cái này rất là tốt. Dạ vâng. Thì làm sao mình làm sao mà kết nối được, mà tức là anh mở rộng hơn một chút so với là cái hội thảo tháng 4 năm 2019. Tại vì thật ra là cái 2019 là đó là nó cũng chỉ là mới là một cái giới thiệu rất là đơn giản thôi. Nhưng mà để khối lượng bên đấy thì cái nền tảng của anh rất là tốt đó Bình. Dạ vâng rồi. Tự nhiên chị Xuân nói em lại thấy có thêm một cái ý tưởng nữa, đó là cái phần mà DEC program và cái đào tạo BIM cũng như là công cụ BIM trong trường đại học. Thì cái chương trình này thì thực ra là đã được lên lịch rồi. Nhưng mà cũng sẽ đưa vào đây để mọi người có thể là xem, trao đổi xem như thế nào. Mọi người còn thấy là còn nội dung nào mà chúng ta nên đưa vào không? Hay là bây giờ chúng ta thử vote thử xem là cái mỗi người một cái nếu mà thấy là một cái nội dung ưu tiên thì nhờ mọi người vào slido.com sự kiện 1009 để thử chọn một cái sự kiện trong số các cái sự kiện mà chúng ta vừa gọi là lên list như vậy, thì cái sự kiện nào thì sẽ được mọi người quan tâm nhiều hơn.
Thế có được không ạ? Thì trong lúc đấy thì mọi người có thể là phát biểu và trao đổi thêm xem là còn những cái nội dung gì để bên phía ban tổ chức gọi là có thể lên kế hoạch và tổ chức thêm ạ. Không biết bên về phía các diễn giả như anh Hùng, anh Long, Dương và Thuần có comment hoặc là trao đổi gì thêm không ạ? Về cái định hướng tiếp theo. Thì để cân đối lại các cái nội dung ở đây thì chủ yếu là các nội dung mà Bình liệt kê đấy thì nó đi rất sâu vào các vấn đề kỹ thuật, nhưng mà Vâng. một cái phần quan trọng không kém đó là các khía cạnh về văn hóa, về tư duy, về đổi mới sáng tạo, để làm thế Vâng. nào để mà các khía cạnh nó liên quan đến xã hội nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp triển khai thành công BIM hay là không. Thì Vâng. nó cái việc mà triển khai thành công hay không thì nó phụ thuộc rất ít vào các vấn đề kỹ thuật và công nghệ, mà nó lại phụ Vâng. thuộc phần lớn vào các vấn đề về văn hóa, về tổ chức, về tư duy. Thì anh nghĩ là cũng nên có một cái buổi để khai thác các khía cạnh đấy, để làm sao mà các doanh nghiệp có thể hiểu đúng là muốn triển khai thành công thì phải chú trọng vào cái gì Vâng. ngoài kỹ thuật. Tức là các khái niệm ngoài kỹ thuật, đúng không ạ? Có nghĩa là nó liên quan đến cách mà xây dựng một cái chiến lược để đưa BIM vào doanh nghiệp và đưa Vâng. BIM vào thực hiện thành công trong các dự án của mình, trong tổ chức của mình. Vâng, em thấy cái đấy cũng 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 rất là đúng. Ở trong khi mà mọi người tiếp tục điền trong cái poll này để xem ấy, thì em cũng xin phép là giới thiệu, tức là những cái nội dung này thì ban tổ chức sẽ lên kế hoạch trao đổi với các diễn giả để xem là có thể chuẩn bị như thế nào. Tuy nhiên là cũng đã có một số cái sự kiện đã được lên kế hoạch rồi. Thì em cũng 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 xin phép trình bày luôn đây. Đó là thứ năm tuần sau, nó sẽ vào thời gian buổi tối từ 8 giờ đến 10 giờ. Thì nó nằm trong cái chương trình đào tạo của chương trình hạ tầng kỹ thuật. Nó cũng sẽ có liên quan đến cái ISO 19650 như anh Dương có yêu cầu lúc trước. Thì cái sự kiện này nó là tiếp theo của cái khóa đào tạo mà đã tổ chức hồi tháng 11. Thì cái hồi tháng 11 tổ chức đào tạo thì nó có cả cái phần gọi là chiến lược xây dựng, làm thế nào để xây dựng chiến lược áp dụng BIM cho một cái đơn vị. Thì hồi đấy thì do sơ suất nên là bọn em không có record lại để có thể là đưa lên thành online. Thì sắp tới cũng sẽ trao đổi để phía bên GIP có thể là chạy lại cái chương trình đấy để mình có thể record lại, rồi thì mọi người có thể tham dự online. Chắc chắn cũng sẽ trao đổi thêm với lại chỗ chỗ anh Hùng để xem là cái nội dung mà về xây dựng chiến lược áp dụng BIM hay là chiến lược áp dụng các cái công nghệ mới thì là nội dung như vậy là đã đầy đủ chưa, để có thể là bổ sung thêm cho nó đầy đủ thêm. Đấy, ngoài cái chiến lược áp dụng BIM cho đơn vị thì có một cái chương trình là BIM cho quản lý dự án. Thì cái module 1 thì đã triển khai cái đợt tháng 11 vừa rồi. Thì bây giờ sẽ là cái module 2. Thì module 2 thì nó bắt đầu từ cái giai đoạn gọi là đấu thầu. Giai đoạn 1 đó là xác định, tức là cái module 1 thì nó đã được triển khai rồi. Thì bây giờ là đến module 2. Thế tuy nhiên là những người mà nếu mà chưa tham dự cái module 1 đấy thì khi mà đăng ký có địa chỉ email thì bên phía ban tổ chức sẽ gửi cái tài liệu của cái module 1 để mọi người xem thêm. Và trong cái phần đầu của cái bài buổi trình bày thì bên chỗ Phil này sẽ có một cái phần recap nho nhỏ để mọi người gọi là làm quen thêm. Cái nội dung của cái phần BIM cho quản lý dự án này thì nó bám rất là sát với lại cái ISO 19650, tại vì đấy là cái chủ đích của bên
bên Mốt McDonald cũng như là bên CDPP khi mà xây dựng chương trình, đó là làm thế nào để bám sát cái tiêu chuẩn 19650 để nó có cái sự chung nhất có thể. Thì cái buổi cái đợt đào tạo tháng 11 năm 2019 thì cũng đã có đào tạo được khoảng độ 50 trainer. Thì cái giai đoạn sắp tới này thì cũng sẽ mở để mọi người đăng ký. Thế nhưng mà tất nhiên là cái số lượng cụ thể thì sẽ gọi là trao đổi thêm với bên phía tổ chức chương trình và qua cái việc là gạn lọc danh sách sau. Thì khi mà tham dự vào cái series đào tạo về BIM quản lý dự án module 2 này, nó có 3 buổi sẽ triển khai trong 3 tuần. Tuần đầu tiên là tuần sau, sau đó tuần sau nữa và tuần sau nữa nữa. Thì sau khi mà hoàn thành xong cái chương trình đào tạo này thì cũng sẽ có chứng chỉ được cấp bởi Ban chỉ đạo BIM cũng như là Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Thì sẽ có cái đó. Cái sự kiện thứ hai tuần sau thì khá là dày. Thứ năm có cái sự kiện đào tạo BIM, thứ sáu thì có cái sự kiện bên phía do Thiện, bạn Thiện là BIM manager của Eurocan và có nghiên cứu khá là sâu về Dynamo cũng như là tự động hóa trong thiết kế, thì bạn sẽ trình bày về Dynamo và Revit. Những cái nội dung thì mọi người cũng có thể thấy ở đây. Thì đấy là cái buổi sự kiện online của tuần sau. Có một sự kiện tuần sau nữa cũng đã được lên lịch. Đó là cái buổi chia sẻ về kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM cũng như là tình hình thực hiện tại thị trường Đức, do giáo sư Han Qua Kim sẽ trình bày. Thì sẽ được chia làm hai phần. Một cái phần đó là BIM trong ngành công nghiệp cũng như là BIM và gọi là như kiểu là chuyển đổi số trong cái lĩnh vực đào tạo như nào. Thì giáo sư Han Qua Kim này thì hiện tại thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là khoảng đến đầu tháng 6 thì giáo sư sẽ quay lại Đức. Nhưng mà cũng rất may mắn đợt này thì cũng đã liên hệ để giáo sư có thể trình bày một cái buổi, một đến hai buổi trong cái chuỗi sự kiện online này. Thì đấy là một số cái sự kiện mà đã lên lịch trong từ giờ đến giữa tháng 5. Còn lại các thông tin đăng ký thì sẽ sớm gửi đến anh chị và các bạn. Thì có hai cái sự kiện tuần sau thì sẽ là hai cái sự kiện mà gần nhất. Quay trở lại cái poll này thì chúng ta có thể thấy là BIM cho khối lượng thì là thu hút cái quan tâm khá là nhiều. Rồi thì về FM cũng như là case study tại dự án một số cái doanh nghiệp dự án Việt Nam. Thì thời lượng của chương trình thì bây giờ đã quá rồi, thì không biết là mọi người có ý kiến gì bổ sung thêm không? Nếu không thì chắc là chúng ta dừng cái buổi thảo luận trao đổi ở đây thôi. Không biết là có ai có ý kiến gì bổ sung thêm không ạ? Hoặc là câu hỏi gì không ạ? Nếu không không ai có ý kiến gì thêm thì em xin phép là kết thúc cái buổi thảo luận bàn tròn tại đây. Cảm ơn các diễn giả Dương, anh Hùng, anh Long và Thuần cũng như là mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian trong cái ngày nghỉ này để ra trao đổi và thảo luận thêm về những cái sự kiện mà đã tổ chức trong tháng 4 cũng như là dành thời gian để trao đổi về những cái sự kiện nên được triển khai trong cái giai đoạn sắp tới. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà. Chúc mừng cả nhà nhé. Bye. Bằng hai quả to rồi đấy, bằng hai quả trứng gà.